Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Tuy bọn họ nghe theo lời sở hưu, bố trí chiến trận lớn như vậy dáng vẻ như vò mẻ không sợ sức muốn liều mạng với đối phương Nhưng thực tế lại là lấy tính mạng bản thân ra uy hiếp phạm giáo Và nhất phạm giáo thật sự ra tay, vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào sở hưu Giao tính mạng bản thân cho người khác, dù sao cảm giác cũng không được tốt ngay lúc mặt nhĩ ngõa tiến thoái lưỡng nan, Diêm Ma cũng phát giác được động tĩnh bên ngoài, đi từ trong phạm giáo ra. Ngay khi thấy mọi người xung quanh, Diêm Ma lạnh lùng nói, bức ép, làm phản à? Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng bây giờ các ngươi làm vậy là có ý gì? Tưởng phạm giáo ta là đám lừa chọc của Thiên La Bảo Tự, không dám ra tay giết người hay sao? Nói xong, Diêm Ma còn trừng mắt với mặt nhĩ ngõa một cái. Nữ nhân này một khi lên chiến trường, thực lực thì không tệ, nhưng tính cách quá do dự thiếu quyết đoán, không thích hợp xử lý đại sự như vậy con người đều có lòng e ngại một người không sợ chết còn dễ nói mười vạn người thì làm gì có chuyện tất cả đều không sợ chết chỉ cần xử lý mấy kẻ cầm đầu đương nhiên những người khác sẽ e ngại tự giải tán hắn không dám động tới lục trường lưu vì giáo chủ phạm giáo từng nói với họ sự đáng sợ của lão đạo sĩ kia nhưng những người khác thì diêm ma không cần cố kỵ như vậy diêm ma đưa mắt nhìn về phía lão tổ doanh gia hư không chấn động lực lượng ngọn lửa diệt thế màu đen ngưng tụ trong không trung chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một thanh trường đao bằng lực lượng diệt thế, xuyên qua không gian và thời gian, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt lão tổ doanh gia. Nhưng ngay lúc này, Phật quang Phạm Xương Hàng Lâm, thập tự liên hoa ấn rơi xuống, trực tiếp phá tan lực lượng diệt thế kia. Sở Hưu, Diêm Ma gầm lên một tiếng, ánh mắt lấp lóe sát ý lạnh lẽo. Nếu nói trong phạm giáo ai hận Sở Hưu hơn, thật ra không phải giáo chủ phạm giáo mà là Diêm Ma. Sở Hưu diệt Vishnu điện, hắn chỉ phẫn nộ như võ giả phạm giáo bình thường nhưng sở hưu giết âm đà la lại khiến hắn hận phát điên âm đà la không coi là đệ tử của hắn nhưng là người thừa kế mà hắn lựa chọn cũng là người thừa kế mà hắn coi trọng nhất được hắn coi là người thừa kế đời sau có thể vượt qua brahma điện lúc trước thật ra u dương thánh từ chối trông coi vishnu điện là hắn đồng ý để âm đà la đến trông coi vishnu điện kết quả lại khiến âm đà la bỏ mạng chuyện này cũng khiến cho diêm ma tự trách mình lúc này gặp lại sở hưu con mắt diêm ma lập tức đỏ lên ta đang lấy làm lạ Rốt cuộc đám người này bị ai xúi dục? Hóa ra là ngươi. Được được được, hôm nay ngươi không cần phải đi. Ta muốn xem xem rốt cuộc là ngươi thả được vi kia ra trước hay ta giết ngươi trước. Sau khi Diêm Ma dứt lời, quanh người hắn lập tức có vô số máu tươi bao bọc, tạo thành một cái kén máu khổng lồ. Vô số ngọn lửa đen nhánh thiêu đốt kén máu, cuối cùng khiến nó vỡ tung. Một thanh niên dung nhan tuấn mỹ, thân hình cao lớn bước từ trong đó ra, xung quanh là ngọn lửa diệt thế phừng phừng, sát ý ngập trời. Sở Hưu lập tức cao mày. E là tinh thần Diêm Ma này có vấn đề rồi. Có vẻ như hắn còn hận mình hơn cả giáo chủ Phạm Giáo. Không ngờ vừa ra tay đã lập tức vận dụng chân thân. Bí pháp của Siva Điện Diêm Ma rất nổi tiếng ở Tây Vực. Tuy tuổi tác của hắn không nhỏ nhưng lại có một bí pháp có thể phong ấn khí huyết của bản thân khi còn trẻ tuổi để sử dụng khi chiến đấu. Như vậy có thể giữ được thực lực của bản thân luôn trong trạng thái đỉnh cao. Cho nên đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn là lão già, nhưng thực tế đó không phải trạng thái đỉnh cao của hắn mà là trạng thái phong ấn phần lớn sức chiến đấu nếu diêm ma sử dụng bí pháp này biến thân hắn có thể thể hiện sức chiến đấu võ tiên bát trọng thiên đỉnh phong sánh ngang với tề thiện thiền sư của hóa sinh các trong thiên la bảo tự diêm ma trong trạng thái đỉnh phong cầm một cây cung lớn ngọn lửa diệt thế thuần túy nhất ngưng tụ thành mũi tên màu đen khi mũi tên này bắn ra mọi thứ trước mắt đều tịch diệt nó bá đạo tới mức thậm chí phân hủy cả quy tắc có thể sánh ngang với thần thông khi ở thiên môn giáo chủ phạm giáo cũng dùng chiêu này để đối phó với trung thần tú nhưng lại bị trung thần tú tùy tiện hóa giải nhưng lúc này là sở hữu đối mặt với mũi tên đó cho dù hôm nay y đã đạt tới ngũ trọng thiên thực lực tiến bộ nhiều nhưng vẫn cảm thấy một chút áp lực ngày trước diệp duy không bước vào bát trọng thiên chỉ là một bát trọng thiên đã nhập ma thậm chí còn đánh mất lý trí chỉ biết dùng lực lượng bản năng tấn công nhưng một võ giả bát trọng thiên đỉnh phong như diêm ma có thể phát huy mỗi phần lực lượng của bản thân tới đỉnh phong cực hạn thậm chí vượt qua cả cực hạn thập tự liên hoa ấn nở rộ giữa không trung liên hoa ấn lóng lánh thanh tịnh va chạm với ngọn lửa diệt thế lập tức bộc phát ra chấn động kịch liệt khiến sở hưu từ từ lùi lại phía sau mũi tên này hoàn toàn có thể đối đầu với thần thông thập tự liên hoa ấn không những không áp đảo được ngược lại có có cảm giác bị nó áp đảo nhưng diêm Ma lại khẽ nhíu mày mũi tên của hắn ngưng tụ lực lượng diệt thế cực hạn không phải lực lượng đơn thuần mà là lực lượng hủy diệt tiếp cận bản nguyên sinh diệt mũi tên này chuyên phá những thần thông chấn tà chu ma loài loại của thiên la bảo tự nhưng không ngờ sở hưu lại dùng thập tự liên hoa ấn cản được chẳng lẽ lý giải của y đối với công pháp Phật tông còn thâm hậu hơn cả đám lừa chọc Thiên La Bảo tự. Nhưng điều này cũng không quan trọng, lúc này chiến ý và sát ý của Diêm Ma đều đã tăng lên tới cực hạn, một mũi long thương màu đen hiện lên trong tay hắn. Nói chính xác hơn mũi long thương kia không phải rồng mà là một con quái vật đầu chăn thân rồng mới đúng. Cái đầu hình tam giác sắc nhọn làm mũi thương, hai hiện lên ánh sáng đỏ tươi, sát ý đỏ máu và ma khí đen nhánh đồng thời nở rộ. Đâm một thương về phía sở hưu, những nơi mũi thương đi qua không gian bị xuyên thủng, Quy tắc bị cắt đứt, thế không thể đỡ. Ngay sau đó Sở Hưu thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể ma thần trăm ngàn trượng vắt ngang qua mặt đất, Thánh ma bất diệt thân ra chỉ trên người, nhưng lần này không hình thành bộ giáp mà hóa thành một thanh trường đao hoàn toàn bằng ma khí và Phật quang, giống phá trận tử tới 9 phần 10. Nói chính xác hơn đó là phá trận tử, nhưng là phá trận tử do lực lượng của Thánh ma bất diệt thân ngưng tụ thành thân đao, còn bản thân phá trận tử cô động thành đao hồn. Dùng thân thể ma thần chém ra đao chiêu thôn thiên uy thế như thật sự thôn tính thiên địa những nơi nó đi qua lỗ đen khổng lồ thôn tính tất cả bao gồm cả lực lượng quy tắc sau khi bước vào ngũ trọng thiên thu hoạch lớn nhất của sở hưu là khả năng khống chế quy tắc trước đó sở hưu chỉ có thể khoác thánh ma bất diệt thân lên pháp thiên tượng địa còn bây giờ sở hưu không những khoác được thánh ma bất diệt thân thậm chí còn có thể thi triển đao pháp cường đại như thôn thiên lực lượng thần thông và võ kỹ phối hợp không đơn giản là một cộng một uy lực tăng lên gấp bội Dương nhiên đi kèm uy lực tăng cường là tiêu hao khổng lồ. Nếu không phải Diêm Ma vừa ra tay đã trực tiếp sử dụng trạng thái đỉnh phong, Sở Hưu cũng không bộc lộ thành quả sau khi bước lên ngũ trọng thiên như vậy. Đối mặt với Diêm Ma trong trạng thái này, bất cứ võ kỹ bình thường nào cũng không có tác dụng. Đao chiêu chí cường thôn thiên của Sở Hưu va chạm với nhát thương của Diêm Ma, hai bên đều sử dụng thần thông bộc phát mạnh mẽ tới cực hạn, chấn động cường đại khiến các võ giả bên dưới có cảm giác như hủy thiên diệt địa. May là ngay khi động thủ bọn họ đã lập tức nhảy lên không trung, bằng không dư chấn còn lớn hơn nữa. Lúc này sau lưng Diêm Ma cũng hiện lên một pháp tướng Shiva, thân hóa bốn tay, bốn cánh tay cầm võ kỹ khác biệt tấn công về phía pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Trong số mọi người ở đây thật ra chỉ có lão tổ doanh gia có thể hiểu được trận chiến giữa Sở Hưu và Diêm Ma, cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của hai người. Khả năng vận dụng lực lượng, khống chế quy tắc của hai người là cảnh giới mà hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng. Tuy bọn họ đều là võ tiên, nhưng lão tổ doanh gia không thể khâu chắn nản thừa nhận nếu giao thủ với hai vị này có lẽ mình còn khâu chống được tới ba chiêu thậm chí ngay chiêu đầu đã bị trọng thương đúng lúc này giọng nói của sở hưu lại vang lên lệnh cho mọi người ra tay với phạm giáo lão tổ doanh gia lập tức giật nảy mình phạm giáo không động tới bọn họ đã là không tệ rồi làm sao bọn họ dám tấn công phạm giáo sở hưu lại quát lên một tiếng chói tai đừng quên những gì chúng ta đã nói lúc trước ra tay đi dùng cảnh giới ngũ trọng thiên đối đầu với bát trọng thiên có thể nói Sở Hưu đã vận dụng toàn lực, y chỉ muốn ép Phạm Giáo dừng tay, đồng thời bản thân y chỉ nhúng tay vào tình thế khí vận ở Đông Tề chứ không phải đến để quyết một trận sống mái với Phạm Giáo. Lão tổ doanh gia cắn răng hét lớn, "Động thủ!" Nếu trước đó lão tổ doanh gia bảo bọn họ ra tay với Phạm Giáo, có lẽ ngoài người của doanh gia hay võ giả Đông Tề kỷ luật nghiêm minh, đa số mọi người sẽ không dám hành động. Nhưng lúc này thấy Sở Hưu giao chiến với Diêm Ma, nỗi sợ trong lòng bọn họ cũng vơi đi nhiều. Chưa biết mới là đáng sợ bọn họ không biết về phát hiện cho nên mới e ngại phạm giáo. Nhưng bọn họ lại biết về sở hưu, thấy sở hưu có thể giao chiến chính diện với phạm giáo, tuy không biết điều này đại diện cho điều gì, nhưng vẫn mang lại cho bọn họ một chút lòng tin. Bên phía Diêm Ma thấy tình hình bên dưới, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng tỉnh táo lại từ sát ý và chiến ý. Tuy hắn nóng tính dễ nổi giận, nhưng không phải không có cái nhìn về đại cục. Nếu bây giờ đám võ giả đông tề này chết trước cửa phạm giáo, bất luận lục trường lưu có gặp chuyện hay không, những người khác chết cũng là đại sự, ít nhất nhân quả trong chuyện này rất khó phân biệt, thậm chí có thể dẫn tới Phạm Giáo bị Đại La Thiên và hạ giới đồng thời cô lập. Hành động này của Sở Hưu rõ ràng là ăn vạ, dùng toàn bộ tính mạng võ giả Đông Tề để ép Phạm Giáo. Nhưng khổ nỗi bọn họ cũng hết cách, trong thời điểm này có giết cũng không được, nhưng nếu không giết, chẳng lẽ lại ngồi nhìn toàn bộ võ lâm Đông Tề tới đánh Phạm Giáo hay sao, như vậy càng mất mặt. Đúng lúc này, một ảo thuật vang vọng đất trời cất lên từ bên dưới. Dừng tay, tất cả dừng tay nghe ảo thuật này diêm ma cắn răng lại hóa thành lão già gầy gò thấp bé trở về bên phạm giáo sở hưu cũng vung tay ra hiệu cho đám người lão tổ doanh gia tạm dừng tấn công người vừa lên tiếng bên phạm giáo chính là điện chủ của brahma điện lona già trước đó bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy mà lona già vẫn không ra mặt là vì hắn đang bế quan vốn dĩ bên phía phạm giáo do lona già chủ trì đại cục nhưng chuyện cưỡng ép chiêu mộ đệ tử là diêm ma nói ra hơn nữa quá trình cực kỳ đơn giản thô bạo cho nên hắn giao cho người của Siva điện xử lý, còn hắn thì đi bế quan. Theo Lona già thấy người của Siva điện hung ác giữ tợn, xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Khổ nỗi chính hắn cũng không ngờ khi mình bị đệ tử đánh thức lại gặp cảnh tượng này. Sau khi nghe đệ tử báo cáo lại hành động của Diêm Ma trong thời gian vừa qua, Lona già chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Đơn giản thô bạo, đối phương làm vậy rõ ràng là thô bạo tới mất cả đầu óc. Thấy Diêm Ma trở lại bên cạnh, Lona già vô thức định giơ tay đánh văng hắn ra nhưng lại bị Diêm Ma âm trầm dơ mũi long thương lên. Lona già, ngươi tưởng mình là giáo chủ chắc, muốn tát ai thì tát, đừng quên thân phận của ngươi. Lona già dừng tay, phẫn nộ quát, ngươi gây ra rắc rối lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta, cuối cùng vẫn là ta phải thu dọn cho ngươi đấy. Đợi tới lúc giáo chủ trở về, chắc chắn ta sẽ báo lại chuyện này cho giáo chủ. Diêm Ma cười lạnh nói, tùy ngươi đến tận lúc này diêm ma vẫn không cho rằng mình làm sai chẳng qua vì tên sở hưu kia âm thầm xúi dục võ lâm đông tể mà thôi lô na già không để ý tới diêm ma nữa mà hít sâu một hơi quay sang phía sở hưu trầm giọng nói sở hưu rốt cuộc ngươi định làm gì thân là người chấp trưởng brahma điện đa số thời điểm lại là người thống lĩnh phạm giáo trên thực tế trợ giúp giáo chủ phạm giáo quản lý tông môn hiển nhiên lô na già là người lý trí hơn hẳn diêm ma tình huống ngày hôm nay có lẽ là vì sở hưu âm thầm xúi dục nhưng phần nhiều là vì bản thân Diêm Ma đã quá đáng. Thật sự coi võ giả hạ giới là loại sâu kiến có thể tùy ý làm giết chóc, vì vậy đắc tội với tất cả cả thế lực dưới hạ giới, gây ra tình huống hiện tại. Nhưng xem tình hình hiện tại, sở hưu vẫn là nòng cốt của đám người này, chỉ cần ổn định lại sở hưu, cũng là ổn định được những người khác. Sở hưu lạnh nhạt đáp, lô na già điện chủ, bây giờ không phải ta muốn thế nào mà là phạm giáo của ngươi muốn thế nào. Toàn bộ võ lâm đông tề đều bị các ngươi uy hiếp phải giao đệ tử ra, như vậy có khác nào cắt đứt căn cơ của người ta diêm ma khiến hoàng đế đông tề lữ hạo xương tức chết hoàn toàn không để triều đình đông tề vào mắt chẳng lẽ làm vậy không quá đáng ư lô na già hung hăng trừng mắt với diêm ma một cái đây đều là chuyện tốt do hắn gây ra hắn đồng ý là diêm ma có thể hành động cấp tiến một chút có thể bá đạo một chút nhưng bá đạo không có nghĩa là không có đầu óc lúc này diêm ma lại không quan tâm hừ khẽ một tiếng hắn cũng không muốn như vậy ai biết tên sâu kiến kia lại yếu ớt đến thế tức thôi mà cũng chết được đúng là chưa từng nghe Lona na già nhìn những võ giả ở đây cũng biết từ nay trở đi tiếng tăm của phạm giáo đã xấu hẳn rồi hắn thở dài một tiếng nói chư vị thật ra đây chỉ là hiểu lầm một hiểu lầm rất lớn điện chủ diêm ma hành xử hơi thô bạo cho nên thật ra là chư vị hiểu sai ý của phạm giáo ta rồi phạm giáo ta bảo chư vị đưa đệ tử vào phạm giáo thật ra là muốn truyền thụ võ đạo cao cấp chân chính của đại la thiên thậm chí nếu chư vị muốn vào phạm giáo ta nghe cao thủ phạm giáo giảng giải võ đạo cũng được ở đây có không ít người đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền chẳng lẽ chư vị co nhắm tới cảnh giới võ tiên phía trên ư phạm giáo ta giảng giải chính là võ đạo trí cường trong cảnh giới võ tiên lô na già nói vậy khiến mọi người ở đây thật sự rung động trước đó do thủy triều nguyên khí có không ít người thông qua thủy triều nguyên khí bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền nhưng bọn họ đạt tới cảnh giới như vậy đã là cơ duyên võ tiên gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết bọn họ còn không dám nghĩ tới bây giờ bên phía phạm giáo lại chủ động truyền thụ kinh ngạc và bí pháp tu luyện tới cảnh giới võ tiên đương nhiên bọn họ cũng động tâm nhưng ngay lúc này sở hưu lại cười lạnh nói lô na già ngươi định dùng chút lợi lộc đó lôi kéo chư vị ở đây có phải keo kiệt quá không chư vị thành giáo ta quyết định liên thủ với tắc hạ võ viện của triều đình đông tề đến lúc đó sẽ có cường giả cảnh giới võ tiên đến giảng đạo cảnh giới võ tiên cũng không có gì thần bí càng không phải bí tịch bảo vật quý giá gì võ giả trong thiên hạ này bất cứ ai cũng có tư cách đạp lên đỉnh phong, trở thành võ tiên. Khí vận hạ giới cũng là khí vận, trước đây Sở Hưu không có cơ hội nhúng tay vào Đông Tề, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội và lý do, làm sao y lại bỏ qua cho được. Vị lão vương gia của cung phụng đường Hoàng Thất Đông Tề ngây người, vì trước đó Sở Hưu không nói với hắn chuyện này. Nhưng vị lão vương gia này chỉ đờ người một lúc, sau đó đứng ra nói, không sai, chư vị cũng biết tắc hạ võ viện của Đông Tề ta rồi đấy, vẫn theo quy củ như trong quá khứ, ai tới cũng không từ chối có nhìn thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, triều đình Đông Tề không có lý do gì cự tuyệt. Sở Hưu trực tiếp thành lập một phân điện của cô Luân Ma giáo ở Đông Tề, có lẽ sẽ có người phản kháng. Dù sao đối với võ giả hạ giới, khái niệm chính ma không đội trời chung đã được khắc sâu trong đầu bọn họ. Bây giờ đột nhiên hai bên không đối địch nữa, còn trở thành thầy dạy bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ thấy mất tự nhiên. Nhưng Tắc Hạ Võ Viện thì khác, Tắc Hạ Võ Viện của Đông Tề có lịch sử lâu đời, thậm chí một số cường giả tán tu ở Đông Tề xuất thân từ Tắc Hạ Võ Viện trong chuyện này thậm chí tắc hạ võ viện còn có ưu thế hơn cả tinh hà võ viện tinh hà võ viện tuy là thế lực đại la thiên hơn nữa ai cũng biết thế lực của họ cực mạnh nhưng dù sao tinh hà võ viện cũng là kẻ ngoại lai cho nên thời gian vừa qua chỉ thu hút được một số võ giả tán tu chứ không có tông môn lớn nào gia nhập lô na già lạnh lùng nhìn sở hưu tuy hận y tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng bó tay được 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 phạm giáo ta từ bỏ võ giả đệ tử ngươi dẫn tất cả bọn họ giải tán đi lúc này sở hưu lại ung dung đáp rút lui thì đơn giản nhưng võ lâm đông tề ta e ngại phạm giáo sẽ trả thù phạm giáo có thực lực cường đại các môn phái nhỏ trong võ lâm đông tề không chịu nổi uy thế của phạm giáo hay là thế này đi lô na già điện chủ dùng danh nghĩa tam thần của phạm giáo phát thể can đoan không trả thù võ lâm đông tề vì chuyện hôm nay sau khi ngươi thề chúng ta sẽ rút lui ngươi thấy sao sở hưu ngươi đừng có quá đáng lô na già gần từng chữ từ trong hàm răng ra sở hưu hừ lạnh nói ta quá đáng nếu không phải người của phạm giáo các ngươi khinh người quá đáng, ép tất cả tới nước này, làm sao lại có chuyện như ngày hôm nay? Nếu lâu na già điện chủ cảm thấy quá đáng, vậy thì được, ta không quan tâm tới chuyện này nữa, mọi người cứ coi như vỏ mẻ không sợ sứt. Cho dù phạm giáo có diệt sạch toàn bộ võ lâm đông tề thì cũng phải dính máu khắp người, dính máu tới mức rửa cũng không sạch. Lô Na già vẻ mặt uất ức, sau đó nói với vẻ vô cảm, Lô Na Già ta đại diện cho phạm giáo, dùng danh nghĩa tam thần phát thể, vĩnh viễn không trả thù võ lâm đông tề vì chuyện hôm nay, như vậy đã đủ chưa? Sở hưu mỉm cười nói, đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Chư vị, uy tín của phạm giáo vẫn tin được, tất cả mọi người rút lui đi. Bây giờ trong mắt mọi người, uy danh của sở hưu đã lên cao hơn bao giờ hết. Nghe y nói vậy, mọi người của đông tề mới từ từ rút lui. Sau khi rời khỏi phạm vi của phạm giáo, mọi người mới thở phào một tiếng, lão tổ doanh gia thi lễ với sở hưu nói, lần này phải cảm tạ sở giáo chủ đã ra tay tương trợ, chúng ta cảm kích vô cùng. Nếu không nhờ sở giáo chủ, chúng ta cũng không biết tập hợp lực lượng của mọi người lại mạnh mẽ đến vậy, sức của sâu kiến cũng lay được trời. Chuyện tranh đoạt khí vận thì một số võ tiên ở Đại La Thiên cũng không hiểu rõ, chứ đừng nói tới các võ giả đông tề. Cho nên theo bọn họ thấy, lần này sở hưu giúp đỡ coi như nghĩa vụ, bản thân y không được lợi gì. Sở hưu lắc đầu nói, chư vị, nếu các ngươi nghĩ vậy thật thì sai hoàn toàn sau này nếu các ngươi lại liên kết với nhau dùng phương thức tương tự có lẽ sẽ chết rất thảm thắp hương niệm kinh chỉ được một lần thêm lần nữa là trực tiếp siêu độ đấy lần này phạm giáo lùi bước không phải vì mọi người đoàn kết trở nên mạnh mẽ mà vì phạm giáo không đủ mạnh phạm giáo phải lo nghĩ quá nhiều chuyện lo về quy củ mà mọi người đã ước định trước khi hạ giới lo về nhân quả lo về tiếng tăm còn là lo về ninh huyền cơ tiền bối bao nhiêu lo lắng như vậy mới khiến phạm giáo lùi bước nếu không có những băn khoăn đó chư vị cho rằng phạm giáo không dám giết người hay sao? Nói một câu không khách khí thì chư vị nghĩ 500 năm trước đông người có hữu dụng không? Trong một số thời điểm, ví dụ như hiện tại đúng là rất hữu dụng, nhưng đa số thời điểm phải nhìn vào thực lực. Sở hưu dưới một chậu nước lạnh như vậy khiến đám người lão tổ doanh gia im lặng không nói gì. Đúng là lần này bọn họ lợi dụng nỗi lo của phạm giáo nên mới lật ngược tình thế được. Đổi lại là 500 năm trước, trong thời của độc cô Duy Ngã, cô Luân Ma Giáo uy chấn giang hồ, ai dám khiêu chiến bọn họ như vậy, làm vậy là có đi mà không có về. Mọi người mang tâm trạng nặng nề giải tán, Sở Hưu cũng tới Hoàng cung Đông Tề. Đương nhiên lần này Lữ Long Quang không đích thân tham gia mà ở lại Hoàng cung chờ tin. Sau khi Sở Hưu dẫn dắt võ lâm ép Phạm giáo lùi bước, Lữ Long Quang cũng nhận được tin. Lúc này thấy Sở Hưu trở về, hắn lập tức dẫn văn võ bá quan của Đông Tề tới nghênh đón, thái độ cung kính tới cực điểm. Sở giáo chủ cứu Đông Tề ta trong lúc nguy nan, toàn bộ Đông Tề sẽ khắc ghi ân nghĩa này trong thâm tâm. Sở Hưu lắc đầu nói: bệ hạ khách khí rồi thân là võ giả hạ giới đây là chuyện ta nên làm tuy ta thuộc ma đạo nhưng cũng là võ giả hạ giới làm sao nhẫn tâm nhìn chư vị bị phạm giáo uy hiếp giết hại được sở hưu nói câu này khiến không ít võ giả đông tề có ấn tượng tốt trước đó mọi người đều nói côn cô luân ma giáo hung tàn nói sở hưu là đại ma đầu cùng hung cực ác bây giờ nhìn lại rõ ràng là đám tiểu nhân ngụy quân tử này ghen tị nên nói xấu hiển nhiên bọn họ ghen tị với thực lực cường đại của sở giáo chủ cho nên mới chỉ bới côn cô luân ma giáo như vậy đều là tranh đấu chém giết trên giang hồ, có ai tốt hơn ai. Ít nhất bây giờ bọn họ biết, sở hưu là người đã ra tay cứu bọn họ, cho nên cảm nhận của bọn họ về sở hưu cũng tốt hơn hẳn. Sau khi Lữ Long Quang khen tặng vài câu, sở hưu trầm giọng nói, tiếp đó lão tiền bối của thánh giáo ta. Ngụy Thư Nhai Ngụy Lão sẽ dẫn một số võ giả đích thân tới Đông Tề, hợp tác với tắc hạ võ viện, mở rộng võ đạo cho khắp Đông Tề. Bất luận là tông môn phe phái nào hay tán tu triều đình, đều có thể tới tu hành nghe giảng. Sau đó những người này quyết định gia nhập Triều đình Đông Tề hay rời khỏi, tất cả đều là lựa chọn của bọn họ. Đại La Thiên Hạ giới, đạo tôn nói bọn họ mang tới thời hưng thịnh cho võ đạo. Câu này hơi giả tạo, nhưng võ đạo hưng thịnh lại là thật. Bất luận vì tranh đoạt khí vận hay đệ tử, Tinh Hà Võ Viện, Tam Thanh Điện và bên phía Sở Hưu đều từ bỏ định kiến bè phái, đồng ý dốc toàn bộ võ đạo nòng cốt ra truyền thụ cho mọi người. Trước đó mọi người đều nhắm mắt tu hành, một bộ công pháp luyện khí đơn giản nhất cũng che che giấu giấu. Còn bây giờ từ luyện thể tới võ đạo, con đường võ đạo đều được mở rộng cho toàn bộ võ giả trong thiên hạ. Sau vài chục năm hay vài trăm năm, có lẽ sẽ tạo thành thời hưng thịnh mới cho võ đạo. Lúc này Lữ Long Quang đột nhiên bảo mọi người rời khỏi, trầm giọng nói nói với Sở Hưu, "Sở giáo chủ, lần này ngài giúp đông tề ta một đại ân, đông tề ta không có gì báo đáp. Chỗ ta có một thứ định biếu cho Sở giáo chủ, có lẽ sẽ giúp được cho ngài." Lữ Long Quang không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn là người rất thông minh. Một kẻ ngốc không thể nhẫn nhịn chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ tới tận lúc phụ hoàng của mình băng hà rồi chỉ trong vài ngày đã xử lý vị hoàng huynh thái tử, đăng cơ sừng đế. Trong chuyện phạm giáo hắn đã thấy, giang hồ sắp thay đổi, thiên hạ này đã không còn là thiên hạ khi xưa nữa. Tuy bên Đông Tề là triều đình, tuy trông coi sinh tử của vô số người, nhưng trong thời đại võ đạo hưng thịnh này họ vẫn là kẻ yếu. Cho nên phương pháp sáng suốt nhất là tìm một chỗ dựa, một chỗ dựa có thực lực cường đại. Hiện nay trên giang hồ có rất nhiều thế lực như vậy. Nhưng thích hợp nhất với Đông Tề lại là Sở Hưu. Thật ra Chân Vũ giáo cũng được, dù sao sau lưng người ta có Ninh Huyền Cơ. Tuy Ninh Huyền Cơ sẽ không thật sự ra tay, nhưng lực uy hiếp vẫn không nhỏ. Nhưng vị trưởng giáo Chân Nhân Lục Trường Lưu là người quá hiền lành, tính cách quá mềm yếu. Hắn sẽ không hại người, nhưng cũng không có năng lực gì lớn. Ví dụ như lần này, Lục Trường Lưu vốn không có biện pháp gì, vẫn phải dựa vào Sở Hưu ra tay mới giải quyết được vấn đề. Cho nên Lữ Long Quang hạ quyết tâm phải bám lấy côn luân ma giáo đã quyết định rồi, vậy không nên đứng núi này trong núi nọ nữa, có gì thì đem ra đổi lấy bình an mới là thượng sách. Lúc này suy nghĩ của sở hưu cũng rất kỳ diệu, y nói năng cảm nhận được tác dụng của khí vận. Ninh Huyền Cơ nói khí vận là dệt hoa trên gấm, thật ra đây là chuyện rất kỳ diệu, chỉ cần chủ động tranh đoạt khí vận, khí vận cũng tự tới tìm. Ví dụ như lần này sở hưu có thể không ra tay. Nếu y quyết định đứng ngoài xem kịch, vậy chỉ cần chuyển thương dương mạc ra tới Bắc Yên hay khu vực Nam Man là được, Phạm giáo sẽ không rảnh rỗi tới mức đi nhắm vào một gia tộc như vậy. Nhưng y vẫn bỏ thời gian và công sức ra nhúng tay vào chuyện này, khiến Cô Luân Ma giáo trở thành quốc giáo của Đông Tề, nhận được hảo cảm của toàn bộ võ lâm Đông Tề, hơn nữa còn liên thủ với Tắc Hạ Võ viện truyền bá võ đạo, lực ảnh hưởng của Cô Luân Ma giáo ở Đông Tề tăng lên rất cao, có thể đã cướp được không ít khí vận của Đông Tề. Cho nên sau khi hoàn tất mọi chuyện, Lữ Long Quang chủ động tới đưa lợi lộc, đây không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lần này nếu không phải Sở Hưu ra tay, đổi lại là người khác có lẽ cũng có đãi ngộ như vậy. Sở Hưu sừng sốt, thu hồi những suy nghĩ linh tinh đó rồi mới nói, nếu đã vậy, tại hạ không khách khí nữa, chẳng hay bệ hạ đang nói tới vật gì. Mời Sở giáo chủ theo ta. Nói xong nữ Long Quang một mình dẫn Sở Hưu vào chỗ sâu nhất trong hoàng cung Đông Tề, mở một đường hầm trong trận pháp, đi xuống. Nữ Long Quang vừa đi vừa nói, thật ra thứ này, có nói là của Đông Tề cũng được, nhưng trước đó nó thuộc về Khương. Cái này chắc Sở giáo chủ cũng hiểu đúng không? Sở Hưu gật đầu nói, Bệ hạ không cần để ý tới điểm này, thắng thua thành bại, người thắng là hơn. Gia tộc họ Khương ở Đông Tề không có thực lực thống lĩnh một quốc gia lớn như vậy, bị họ Lữ thay thế cũng là chuyện nên diễn ra. Mấy chuyện linh tinh ở Đông Tề này là toàn bộ thiên hạ đều biết, không có gì lớn. Khổ nỗi chính hoàng tộc họ Lữ ở Đông Tề lại không bỏ được, chỉ sợ người ngoài chỉ bới bọn họ. Lữ Long Quang cười xấu hổ nói, bây giờ những thứ Đông Tề ta thừa kế, đại đa số đều là hoàng tộc họ Khương năm xưa lưu lại. Thật ra bọn họ lưu lại không ít đồ tốt chẳng qua hoàng tộc họ khương vô dụng nên mới không vận dụng được trong đó có một thứ có lẽ sẽ hữu dụng đối với việc tu luyện của sở giáo chủ vật đó chính là long mạch của đông tề ta sở hưu nghe vậy sửng sốt long mạch có chắc là long mạch không lực lượng long mạch làm sao luyện hóa được lữ long quang nói long mạch bình thường thì đúng là không thể luyện hóa vì long mạch không thể chia cắt chỉ có thể luyện hóa toàn bộ nhưng ta cũng nghe một số cao thủ nói nếu luyện hóa được toàn bộ long mạch vậy cơ bản không phải là người mà là thần tiên nhưng long mạch của đông tề ta thì khác hình như là từ mấy ngàn năm trước khi đó thiên hạ vẫn chiến tranh long mạch của đông tề ta từng bị tổn hại không thể tu bổ cho nên có một chút lực lượng tràn ra ngoài khi đó tổ tiên khương gia dựa vào lực lượng tràn ra đó tạo ra không ít cường giả cuối cùng thống nhất trung nguyên nhưng không biết có phải vì long mạch đã vỡ vụn không bao năm qua bất luận là khương gia hay hoàng tộc họ lữ chúng ta tuy vũ lực cực kỳ cường đại nhưng xưa nay chưa bao giờ thống nhất được thiên hạ lữ long quang dẫn sở hưu rời khỏi đường hầm tới một căn phòng bí mật. Đây là kho báu của Đông Tề, có vô số bí bảo mà Đông Tề cất giữ, thậm chí còn có một số bí mật không muốn người ngoài biết được. Lữ Long Quang có thể dẫn Sở Hưu tới đây là đã coi Sở Hưu như chỗ dựa duy nhất của mình, không hề có ý giấu giếm. Nhưng tuy ở đây có nhiều thứ, nhưng không có thứ nào có giá trị đối với Sở Hưu. Theo Sở Hưu thấy những bảo vật mà Đông Tề cất giữ nói là rác rưởi thì hơi nặng, chỉ có thể nói là rác rưởi có chút tác dụng. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên thấy được một bức tượng bạch ngọc ở trong góc Bức tượng đó tạo hình như một người đang lướt sóng, hai chân để trần, diện mạo hơ hồ, nhưng điểm đỏ giữa hai hàng lông mày lại cực kỳ nổi bật. Sở Hưu vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải Trung Thần Tú à? Lữ Long Quang thấy Sở Hưu nhìn chằm chằm vào bức tượng kia bèn giải thích, đây là bức tượng mà tổ tiên Khương gia để lại. Tổ tiên Khương gia nói mình từng được tiên nhân điểm hóa, được khí vận tập trung, cho nên đã được định sẵn sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn, thống nhất thiên hạ. Nhưng trong thời loạn lạc ai cũng nói vậy, khoác lác mà thôi, còn khoa trường tới vậy. Hình như tổ tiên ta cũng từng kiểm tra cẩn thận bức tượng này, chứng minh nó chỉ là bức tượng bình thường, không có bất cứ dị năng gì, chẳng lẽ còn để sót điều gì. Sở hưu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt khó hiểu, khoác loác, có lẽ người ta nói thật đấy. Sở hưu đã khẳng định, chắc chắn Trung Thần Tú là người trường sinh. Đương nhiên tính kỹ ra cho dù hắn không trường sinh thì cũng sống hơn một vạn năm rồi. Trong lịch sử giang hồ, hắn rất kín tiếng, không có bất cứ cảm xúc nào, ngoài nhân quả mà hắn nói ra, xưa nay hắn chưa bây giờ chủ động ra tay nhưng cho dù như vậy với thực lực của hắn vẫn lưu lại không ít dấu vết và truyền thuyết trên giang hồ không biết chừng sẽ có lúc nào đó phát hiện ra một cái lúc này lữ long quang đang đứng trước một cánh cửa bắt đầu tập trung điều khiển cơ quan trên cửa sắt kích hoạt trận pháp trong đó sở hưu vuốt mũi thật ra lực lượng trận pháp này không mạnh sở hưu chỉ cần một tay cũng có thể đánh xuyên qua nhưng dù sao nơi này cũng là tàng bảo các của người ta mình nên khiêm nhượng một chút lữ long quang tốn cả nửa ngày mới kích hoạt được trận pháp hắn cười xấu hổ nói từ khi ta biết đến nơi này nó chưa từng mở chỉ đọc được trong bí điển mà tiên hoàng lưu lại nên hơi lạ lắm một lát sau trận pháp được kích hoạt cánh cửa bắt đầu được kéo lên một luồng chấn động lực lượng nguyên khí cường đại cuốn tới uy thế dâng lên khiến lữ long quang tái mặt hắn cười lớn một tiếng nói sở giáo chủ ngài tự vào đi cho dù là lực lượng mà long mạch tràn ra cũng yêu cầu cấp độ đối với võ giả nhất định phải là cảnh giới thiên địa thông huyền hơn nữa còn phải là lúc tráng niên mới có tư cách luyện hóa cho nên đã mấy trăm năm rồi hoàng tộc họ Lữ ta chưa từng mở nơi này, ta không chịu nổi chấn động lực lượng này, ta sẽ chờ ngài ở bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu lại nhìn vào trong long mạch, đột nhiên sững sờ, vì thứ ở trong long mạch vượt ngoài tưởng tượng của y. Trong cánh cửa sắt kia là một không gian hư vô chỉ có lực lượng, nguyên khí vàng óng như chất lỏng, tràn ngập khắp không gian, như là một chỉnh thể sẽ không bị chia cắt. Hơn nữa trong nguyên khí màu vàng kim đó, một giọt nước màu trắng bạc đang di chuyển, đó chính là long mạch không có lòng hình nhưng lại có lòng ý. Thân hình di chuyển, như sống lưng của thiên địa, vận luật nhịp nhàng không bàn mà hợp với thiên cơ. Nhưng điều này còn chưa phải quan trọng nhất, dù sao sở hưu cũng là người từng trải, sao lại bị một long mạch làm cho kinh ngạc tới ngây người. Vì trong không gian đó ngoài long mạch ra còn có một người. Người đó mặc áo giáp màu vàng hoa lệ, bao phủ khắp từ đầu đến chân, phía sau lưng hắn là một đống binh khí, cái gì mà long đảm thương. Phương thiên họa kích, phượng xí lưu kim Thảng, thanh long yển nguyệt đao, Tất cả cắm sau lưng như chim công xòe đuôi. Lúc này trong tay hắn đang cầm một thanh kiếm bằng xương trắng âm u, ghim vào đuôi của Long mạch. Một cánh cửa không gian mở ra trước mặt hắn, hút lấy lực lượng tràn ra từ đuôi của Long mạch. Hình dạng của kẻ này rất phô trương, cho nên Sở Hưu cũng cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Một lát sau Sở Hưu mới nhớ ra, cách ăn mặc này chẳng phải y đã từng thấy trong ảo ảnh của nhánh ẩn ma, chính là kẻ bị Hồng Trần Phiêu miểu trảm của Độc Cô Duy Ngã chém chết 500 năm trước bảo chủ thiết hoàng bảo. Một người chết từ 500 năm trước sao lại xuất hiện ở dây. Sở hưu đột nhiên kéo Lữ Long Quang tới chỉ vào trong đó nói, đây là cái gì? Lữ Long Quang vẻ mặt ngây ngốc, ta cũng không biết, điển tịch mà tiên hoàng lưu lại không đề cập tới trong long mạch còn có người, thế này, là sao? Sở hưu hít sâu một hơi, bước vào không gian đó. Tuy y không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn trong đó có âm mưu. Sau khi sở hưu bước vào không gian long mạch, khiến nguyên khí khuấy động, không đợi y lên tiếng, bảo chủ thiết hoàng bảo đã phát hiện ra y bảo chủ thiết hoàng bảo quay đầu về phía sở hưu bên trong mũ giáp lại là hai điểm sáng đỏ quỷ dị tràn ngập sát ý tanh máu không đợi sở hưu nói gì bao chủ thiết hoàng bảo rút thanh long yển nguyệt đao sau lưng đột nhiên giơ dao chém xuống đao thế vô song phá tan sơn hà sở hưu cực kỳ quen thuộc với đao ý đó có chung nguồn gốc với đao pháp trên người y đương nhiên là đao chiêu trong thất đại hạn sơn băng ngay khoảnh khắc bảo chủ thiết hoàng bảo xuất đao sở hưu đã biết đối phương và bảo chủ thiết hoàng bảo trong trí nhớ của mình tuyệt đối là hai người trong ảo ảnh mà y từng thấy cô luân ma giáo còn chưa thống nhất giang hồ có lẽ đang trong thời sơ kỳ cho nên độc cô duy ngã còn chưa tới mức áp đảo toàn bộ đại la thiên nhưng bảo chủ thiết hoàng bảo này cũng tuyệt đối không phải võ tiên hắn chỉ là thiên địa thông huyền đỉnh phong nhưng lúc này quan sát lực lượng từ đao của hắn đã có thực lực võ tiên tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên nên đón đao chiêu sơn băng trong thất đại hạn Sở Hưu cũng chém ra một đao, đao này chính là Thôn Thiên. Đao Thế Cường đại lập tức bao phủ lấy Bảo Chủ Thiết Hoàng Bảo, lỗ đen khổng lồ thậm chí thôn tính cả nguyên khí trong không gian long mạch. Tuy long mạch khiến cho Thôn Thiên không thể thôn tính triệt để, nhưng vẫn tạo thành một cơn bão nguyên khí khổng lồ ở xung quanh. Hai đao va chạm, Bảo Chủ Thiết Hoàng Bảo trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn. Xét theo đao pháp thì sơn băng của hắn không bằng Thôn Thiên của Sở Hưu. Xét theo binh khí, thanh long yển nguyệt đao của hắn cũng không bằng phá trận tử xét theo thực lực thì sở hưu đã có thể giao chiến chính diện với cường giả bát trọng thiên đỉnh phong như diêm ma càng không nói tới một kẻ với lực lượng chỉ ở mức tam trọng thiên tứ trọng thiên bảo chủ thiết hoàng bảo này gặp phải sở hưu chỉ có nước thua thiệt cho nên sau đao này sở hưu không ra tay tiếp chỉ trầm giọng nói rốt cuộc ngươi là ai là bảo chủ thiết hoàng bảo 500 năm bảo chủ thiết hoàng bảo kia không nói gì sát ý đỏ máu trong mắt càng nồng đậm hắn lại rút mũi long đảm thương sau lưng ra đâm một thương tới khuấy động lực lượng sơn hà ngoan cố sở hưu hừ lạnh một tiếng hông chân phiêu miểu chàm chém ra đao ý vô hình trực tiếp cắt đứt mũi thương ngay nửa đường nhưng bảo chủ thiết hoàng bảo này cực kỳ cố chấp không ngờ chỉ giây lát sau đã rút thanh phượng xí lưu kim thẳng ra chém về phía sở hưu với khí thế sắc bén vô biên sở hưu cau mày sao tên này lại không có đầu óc như vậy tay niết ấn quyết lục đạo xa bà chúng rượu hoa luân được thi triển trực tiếp giam cần bảo chủ thiết hoàng bảo vào trong cùng lúc Vòng tay Lục Đạo Luân Hồi trong tay Sở Hưu rung động, định kéo nguyên thần của kẻ này vào ảo ảnh của Lục Đạo Luân Hồi xem thử rốt cuộc đối phương là ai. Nhưng lúc này Sở Hưu lại kinh ngạc phát hiện, vòng tay Lục Đạo Luân Hồi lại không có bất cứ phản ứng nào. Vòng tay Lục Đạo Luân Hồi công kích nguyên thần là cực kỳ trực tiếp, nguyên thần của ngươi không đủ cường đại hay lực lượng không đủ trầm ổn là sẽ bị kéo vào Lục Đạo Luân Hồi. Nhưng nếu thực lực của đối thủ cường đại, nguyên thần vững vàng, vòng tay Lục Đạo Luân Hồi cũng tạo thành lực kéo nhất định, quấy nhiễu chiến đấu. Nói tóm lại dù sao cũng có phản hồi, nhưng dùng lên người bảo chủ Thiết Hoàng Bảo này, Sở Hưu không cảm nhận được bất cứ phản hồi nào, cứ như đối phương là một kẻ đầu đất. Tình cảnh này cực kỳ vô lý, người trước mặt cường đại như vậy, có thể sánh ngang võ tiên Tam Trọng Thiên Tứ Trọng Thiên, sao lại không có nguyên thần được. Trong vòng xoay lục đạo luân hồi, sáu loại lực lượng không ngừng tấn công, nhưng bảo chủ Thiết Hoàng Bảo lại hoàn toàn không hề có ý nhận thua, vẫn tấn công như điên như dại. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, Thánh Ma bất diệt thân được y khoác lên thân. Y bước ra một bước, tới thẳng trước người bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, đấm ra một quyền, Phật quang màu vàng xen lẫn ma khí đen nhanh trực tiếp đánh bay đối phương. Nhưng cùng lúc, hai tay Sở Hưu kéo ngang, kinh khí cường đại lập tức xé tan chiến giáp màu vàng trên người đối phương, để lộ ra một thân thể kinh người. Thân thể đối phương cực kỳ tái nhợt, hơn nữa phủ kín vết rách, như bộ cỗ thi thể rách nát được người ta khâu lại, chỗ nối là từng mảnh xương. Còn gương mặt của bảo chủ Thiết Hoàng Bảo là một người trung niên để dâu quai nón oai hùng nhưng lúc này mặt mày hắn không chút biểu cảm chỉ có đôi mắt bừng bừng sát ý liên tục đánh về phía sở hưu pháp thiên tượng địa được thi triển sở hưu trực tiếp ép đối phương ở rìa không gian lạnh lùng nói nói mau rốt cuộc người là ai nhưng bảo chủ thiết hoàng bảo kia chỉ dãy ruộng tiếp đó gương mặt đờ đẫn của hắn co giật sát ý đỏ thẫm trong mắt cũng dần ảm đạm gương mặt hắn như cương thi cố kéo thành một nụ cười vặn vẹo âm thanh như các đá mài vào nhau hắn sắp trở về các ngươi đều phải chết đều phải chết sau khi dứt lời không ngờ thân thể bảo chủ thiết hoàng bảo kia lập tức tan thành cho bụi bị thổi bay trong không gian này sở hưu ngẩn người vừa rồi thậm chí y không cảm nhận được bất cứ chấn động lực lượng nào đối phương cứ thế biến thành cho bụi chuyện này tạo cho sở hưu một cảm giác cứ như y vừa chiến đấu với ảo giác còn bên kia thanh cốt kiếm vừa cắm vào long mạch cũng hóa thành cho bụi đồng thời cánh cửa không gian cũng biến mất không còn tăm hơi sở hưu nhíu chặt lông mày đi từ không gian nguyên khí kia ra lúc này lữ long quang đã sợ tới choáng váng thậm chí nghĩ lại vẫn còn thấy kinh. Nơi này là địa điểm bí mật của hoàng tộc Đông Tề, cất giấu vô số lá bài tẩy của hoàng tộc Đông Tề, kết quả bây giờ lại có người đột ngột xuất hiện ở đây, còn có thực lực cường đại như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Đồng thời Lữ Long Quang cũng thấy may mắn, may là mình đã hạ quyết tâm dựa vào Sở Hưu, tiết lộ nơi này cho Sở Hưu, phát hiện ra kẻ này sớm. Nếu không, những người khác trong hoàng tộc Đông Tề mà vào đây, chắc chắn không địch nổi quái nhân kia quái nhân kia có thể giao thủ với sở hưu nhiều chiêu như vậy chắc chắn cũng là cường giả cảnh giới võ tiên sở giáo chủ kẻ vừa rồi rốt cuộc là gì lữ long quang thận trọng hỏi sở hưu cau mày nói nếu ta không đoán sai hắn là bảo chủ thiết hoàng bảo 500 năm trước đã bị côn luân ma giáo tiêu diệt lữ long quang sửng sốt 500 năm trước một người chết sở giáo chủ đang nói đùa đấy à sở hưu mặt không biểu cảm nhìn hắn ngươi nhìn sắc mặt ta giống đang nói đùa làm sao đúng rồi Ngươi nói trong điển tịch của Đông Tề các ngươi không có ghi chép về người này. Lữ Long Quang lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Vậy điển tịch của hoàng tộc họ Khương thì sao? Cũng không có, vì điển tịch của hoàng tộc Đông Tề ta chính là dựa vào điển tịch của hoàng tộc họ Khương để biên soạn lại, chỉ là đổi tên mà thôi. Vậy lần gần nhất mà hoàng tộc Đông Tề các ngươi có người đi vào trong đó là trước đây bao nhiêu năm? Lữ Long Quang suy nghĩ một chút rồi nói, chắc đã hơn trăm năm, lúc đó chắc chắn không có kẻ này. Sở hưu gãi đầu, cảm thấy hơi đau đầu. Kẻ đã chết 500 năm lại xuất hiện ở đây, nếu là người khác có lẽ sở hưu sẽ không nghi ngờ gì, nhưng hắn lại là bảo chủ thiết hoàng bảo, còn nói gì mà hắn sẽ trở về. Chuyện này khiến sở hưu nhanh chóng liên tưởng tới độc cô duy ngã, liên tưởng tới độc cô duy ngã trong hoàng Tuyền thiên. Lúc này sở hưu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, y nói với Lữ Long Quang, tạm thời phong tỏa nơi này, không cho ai đi vào. Lữ Long Quang vừa định nói gì đó, sở hưu lại bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mặt hắn mượn lực lượng quy tắc ngự phong đạp không, Sở Hưu đi không ngừng nghỉ, chỉ mất không đến 5 ngày đã từ Đại Lương Thành ở Đông Tề về tới Yên Kinh Thành. Sau khi về Yên Kinh Thành, Sở Hưu tới thẳng hoàng cung tìm Hạng Lê. Trong hoàng cung Bắc Yên, Sở Hưu không gặp trở ngại gì, đây là điều Hạng Lê đã căn dặn trước. Thời gian gần đây Hạng Lê rất thoải mái, Sở Hưu ra tay thiết lập lại quy củ ở Bắc Yên, khiến các võ giả Đại La Thiên không dám tự ý gây chuyện. Cho nên cung điện của y lại được xây dựng, y cũng không cần lo lắng đề phòng gì. Đúng lúc không có việc gì, hắn đang ngồi trong cung chơi lật bài, nghĩ xem mình sẽ tới sủng hạnh vị phi tần nào. Người hắn hâm mộ không phải vị phụ thân đã khai sáng cơ nghiệp Bắc Yên, lúc mạnh nhất thậm chí có địa vị ngang với Đông Tề, mà là lữ hạo xương của Đông Tề. Phụ thân hắn tính toán tới lui cả đời, lại phải xuống địa phủ báo cáo sớm, ngược lại lữ hạo xương kia cả đời ăn uống chơi bời ngủ với nữ nhân mà vẫn sống tới gần trăm tuổi, đi đâu nói lý đây. Hôn quân thì hôn quân, Bạch Nhật Tuyên Dâm thì Bạch Nhật Tuyên Dâm, làm hoàng đế quan trọng là phải vui. Nhưng không đợi hắn chọn xong, Sở Hưu đã xuất hiện trong đại điện, làm dấy lên một cơn gió nhẹ, lập tức khiến Hạng Lê sợ tới mức run rẩy, không còn chút tâm tư nào. "Sở, Sở giáo chủ, sao ngài?" Không đợi hắn nói xong, Sở Hưu đã nói, "Dẫn ta tới vị trí long mạch của Bắc Yên các ngươi xem thử." Hạng Lê lập tức giật mình, khu vực long mạch liên quan tới tương lai của toàn bộ Bắc Yên là cực kỳ quan trọng. Cho nên Hạng Lê vội vàng nói, "Sở giáo chủ, ngài muốn tới khu vực long mạch làm gì?" Sở Hưu cau mày, "Sao nào?" không được à? Hạng Lê vội vàng nói, đương nhiên là được, để ta dẫn ngài đi. Hạng Lê biết, hiện giờ toàn bộ Bắc Yên đều là sở hưu cho mình, không có sở hưu, Bắc Yên vẫn là Bắc Yên, nhưng uy nghiêm của triều đình Bắc Yên sẽ không còn lại chút nào. Sở hưu và côn luân ma giáo sau lưng y mới là vốn liếng để Hạng Lê an tâm đi làm hôn quân. Cho nên chỉ cần sở hưu không định thay đổi hoàng tộc họ hạng, tất cả đều dễ bàn. Hạng Lê dẫn sở hưu tới phía sau núi, đi xuyên qua hoàng lăng tới nơi sâu nhất, chỉ vào cung điện dưới đất nói, "Sở Giáo chủ, bên dưới cung điện này chính là long mạch. Long mạch của Bắc Yên không phải loại có thể trực tiếp hấp thu lực lượng như bên Đông Tề, cho nên không đặt cửa ở đây, chỉ bố trí một cung điện để hoàng tộc tu luyện hay mượn khí tức long mạch luyện khí vân vân." "Trong long mạch của Bắc Yên các ngươi có cái gì?" Hạng Lê vội vàng lắc đầu nói, "Long mạch quan trọng như vậy, ai dám để đồ linh tinh trong đó, như vậy sẽ ảnh hưởng tới phong thủy." Sở Hưu gật nhẹ đầu, xuất quyền đánh nát cung điện dưới lòng đất. Trong ánh mắt trợn tròn của Hạng Lê, trực tiếp đi vào không gian long mạch. Không gian long mạch của Bắc Yên rất giống Đông Tề, chẳng qua nhỏ hơn Đông Tề một chút. Nhưng lúc này cảnh tượng trong đó lại giống hệt như bên Đông Tề. Một võ giả mặc chiến giáp trắng bạc đứng trong long mạch, cốt kiếm ghim vào đuôi long mạch, dẫn lực lượng lan tràn ra vào một cánh cửa không gian. Ngay khi chứng kiến long mạch Bắc Yên, Sở Hưu đã xác định, quả nhiên có người đang rút lực lượng long mạch của ba nước. Người là ai, cũng là võ giả 500 năm trước là độc cô duy ngã đã chế tạo ra các người. Võ giả 500 năm có thể phục sinh, trừ hoàng tuyển thiên trong truyền thuyết có oan hồn ở khắp nơi, Sở Hưu không tưởng tượng được còn thủ đoạn nào khác. Nhưng lần này võ giả mặc chiến giáp màu bạc cũng hệt như Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, cứ như không cách nào giao tiếp, vừa gặp mặt đã trực tiếp động thủ. Trong tay hắn hiện lên một thanh trường thương màu bạc trắng, âm âm đập xuống, những nơi nó đi qua tất cả đều bị ngưng động, thậm chí lực lượng quy tắc cũng bị đông cứng. Võ giả này thậm chí còn yếu hơn Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo một chút chỉ có lực lượng võ tiên nhị trọng thiên lần này sở hưu không nói nhảm trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa xuất quyền đánh nát thanh trường thương của hắn nhưng hai mắt võ giả này lại tỏa ra hai luồng sáng lạnh bắn thẳng vào mắt sở hưu không ngờ lại khiến nguyên thần của y cảm nhận được một chút uy hiếp sở hưu nhíu mày y đã biết thân phận của đối phương băng phách thần mục đối phương là thành chủ của cực bắc phiêu tuyết thành 500 năm vòng tay lục đạo luân hồi huy động một hào quang màu vàng trực tiếp phá tan băng phách thần quang Thầy Pháp thiên tượng địa của sở hưu định bắt lấy mình, thành chủ cực bắc phiêu tuyết thành 500 năm lại nở nụ cười quỷ quyệt. Không nói tới một câu, thân thể trực tiếp hóa thành cho cốt tản mát giữa thiên địa. Sở hưu sừng sốt, vội vàng chuyển ánh mắt về phía thanh cốt kiếm, nhưng lúc này thanh cốt kiếm cũng tiêu tán như thành chủ cực bắc phiêu tuyết thành, cánh cửa hấp thu lực lượng long mạch cũng theo đó biến mất. Sắc mặt sở hưu trở nên âm trầm, chậm, lại chậm mất rồi. Những võ giả 500 năm trước bị phục sinh như vậy không phải không có chút thần trí nào, ít nhất bọn họ có thể lựa chọn mình sẽ chết lúc nào. Nhưng không quan trọng, vẫn còn một nơi, là Tây Sở. Bước ra khỏi khu vực Long Mạch, hạng lê ở phía ngoài đã sợ tới choáng váng, thậm chí còn không bằng lữ Long Quang. Dù sao từ khi Bắc Yên lập quốc tới giờ chưa có ai to gan tới mức mở khu vực Long Mạch này ra, rốt cuộc người này vào trong như thế nào. Hạng Lê có quá nhiều nghi vấn, nhưng không đợi hắn mở miệng sở hưu đã nói, phái người phong tỏa nơi này, tạm thời không cho ai đi vào. Sau khi nói xong sở hưu trực tiếp bỏ đi, không cho hạng lê cơ hội đặt câu hỏi. Trong hoàng cung Tây Sở, Mạnh Vân Thịnh đang thảo luận với lão thiên sư về chuyện đông đảo võ giả đại la thiên hạ giới. Ba nước ở hạ giới, bên phía đông tề và tây vực có hai tông môn đỉnh cấp, lại có tinh hà võ viện. Bây giờ lại có cô luân ma giáo nhúng tay vào, có thể nói trông thì hỗn loạn nhưng thực ra cực kỳ ổn định. Bên phía Bắc Yên có sở hưu giết gà dọa khỉ, dùng thái độ cực kỳ cứng rắn thiết lập quy củ ở Bắc Yên, cho nên hiện giờ Bắc Yên cũng cực kỳ ổn định. Chỉ có mình Tây Sở là không ít tán tu và tông môn Đại La Thiên tới tụ tập, đã gây ra khá nhiều chuyện. Mạnh Vân Thịnh nhíu mày nói, "Lão Thiên sư, nghe nói ngài từng quen biết với người chấp trưởng Tam Thanh Điện của đạo môn, rốt cuộc bên Tam Thanh Điện có ý gì?" Thiên sư phủ là quốc giáo của Tây Sở, đương nhiên Bái Nguyệt giáo cũng vậy, cho nên Mạnh Vân Thịnh rất tin tưởng lão Thiên sư, cũng như Hạng Lê tin tưởng Sở Hưu. Lão Thiên sư cười khổ nói, "Còn có ý gì nữa, là mặc kệ mọi chuyện." tất cả đều dựa vào tâm trạng. Chút tu vi của lão già ta đặt ở hạ giới còn là đứng đầu, nhưng đặt vào Tam Thanh Điện thì chẳng coi vào đâu. Chỗ người ta còn có một số người trẻ tuổi có tu vi cao cường hơn ta. Cho nên điện hạ đừng trông cây vào Tam Thanh Điện, Tam Thanh Điện ở lại tây sở nhưng chỉ quan tâm tới lợi ích của bọn họ mà thôi, sẽ không quan tâm tới lợi ích của người khác, cũng không quản được. Mạnh Vân Thịnh thở dài một tiếng nói, lão thiên sư ngài cũng không có cách nào, chẳng lẽ người hạ giới ta chỉ có nước bị Đại La Thiên xâm lược ư? còn nói có chung nguồn gốc gì đó, kết quả là chẳng đặt chúng ta vào trong mắt. Lão thiên sư lắc đầu nói, trong bất cứ thời điểm nào đều phải xem thực lực chứ không phải nhìn vào tình cảm. Hơn nữa hạ giới cũng không bết bát tới vậy, một mình ninh huyền cơ tiền bối đã khiến đại la thiên kiêng rẻ rồi. Huống chi, tuy thực lực tổng hợp của hạ giới ta không tốt, nhưng vẫn có nhiều nhân tài đỉnh cao. Không cần nói tới tiểu tử sở hưu kia, vị đó gần đây hay gây chuyện. Ta nghe nói trong đại la thiên hắn cũng thiếu chút nữa lật tung cả nửa đại la thiên lên trước đây không lâu hắn lại nhúng tay vào tranh chấp của đông tề ép phạm giáo lùi bước không thể không nói riêng khoản làm việc thì tiểu tử kia đúng là nhân tài còn có dạ thiều nam vị này cũng không đơn giản lão già ta đây đã từng giao thủ với hắn lần đó ta đã biết chắc chắn hắn sẽ đi xa hơn ta trước đó là thiên địa này giữ chân hắn bây giờ không có gì giữ chân chắc chắn dạ thiều nam sẽ một bước lên trời ma đạo đang hưng thịnh có cản cũng không cản nổi mạnh vân thịnh định nói gì đó nhưng lại đại la thiên thở dài Hai vị này không thể mượn sức được, Sở Hưu và Tây Sở của hắn không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ, hoàng tộc Tây Sở cũng không dám dẫn thêm một thế lực ngoại lai vào. Còn bên phía Dạ Thiều Nam, vị này đúng là nghiện bế quan, có thời gian là đi tu luyện, thậm chí người trong bái nguyệt giáo cũng không mấy khi gặp được hắn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới báo cáo nói Sở Hưu tới thăm, khiến Mạnh Vân Thịnh sững sở. Vừa rồi bọn họ còn bàn luận về Sở Hưu, không ngờ người ta đã lập tức xuất hiện. Mau mau mời vào. Với địa vị của Sở Hưu trên giang hồ hiện tại, đã đủ cho Mạnh Vân Thịnh đối xử cẩn trọng. Sở Hưu đi vào trong đại điện, thấy lão thiên sư cũng ở đây, y không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Sở Hưu đang vội làm rõ quan hệ giữa những kẻ trong long mạch, y không có thời gian. Đảo mắt một vòng, Sở Hưu lập tức có ý tưởng. Mạnh Vân Thịnh chắp tay nói, chẳng hay Sở giáo chủ tới Tây Sở ta có chuyện gì. Sở Hưu chào hỏi lão thiên sư một tiếng rồi mới nói với Mạnh Vân Thịnh, ta tới đây là muốn giao dịch với bệ hạ. Giao dịch? Giao dịch gì? Sở Hưu trầm giọng nói: "Ta nhận được tin tức, Long mạch Tây Sở đang bị tà ma ngoại vực xâm lấn, đang phá hoại long mạch. Ta có thể giúp Bệ hạ ra tay diệt trừ tà ma ngoại vực, nhưng Bệ hạ phải đáp ứng một điều kiện của ta, đó là để người của cô Luân Ma giáo ta vào long mạch tu hành một thời gian." Mạnh Vân Thịnh nghe vậy lập tức giật mình: "Không thể nào! Khu vực long mạch Tây Sở ta chỉ có người trong hoàng tộc họ Mạnh phụ trách bảo hộ, giăng kín trận pháp, tuyệt đối không thể có người xông vào được." Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Nếu là tà ma ngoại vực" Vậy thủ đoạn cũng vượt ngoài tưởng tượng của võ giả bình thường, trận pháp cũng không ngăn được bọn chúng. Nếu bệ hạ không tin thì bỏ đi, tại hạ xin cáo tử. Thấy sở hưu định đi, Mạnh Vân Thịnh vội vàng nói, sở giáo chủ đợi đã. Long mạch liên quan tới căn cơ của quốc gia, cho dù sở hưu nói rất thần bí, nhưng Mạnh Vân Thịnh lại không dám ngó lơ. Mạnh Vân Thịnh nhìn về phía lão thiên sư, lão thiên sư cũng gật đầu một cái. Tuy lão thiên sư không biết sở hưu định làm gì, nhưng hắn lại biết Sở Hưu không phải loại người nhàm chán cố tình chạy tới Tây Sở lừa bịp Mạnh Vân Thịnh. Mạnh Vân Thịnh cười nói, "Sở giáo chủ thứ lỗi, không phải ta nghi ngờ mà là kinh ngạc. Sở giáo chủ yên tâm, ta đáp ứng gật đầu này, ta sẽ dẫn Sở giáo chủ tới khu vực Long mạch." Mạnh Vân Thịnh dẫn Sở Hưu tới địa điểm bí mật của hoàng tộc Tây Sở, lão thiên sư cũng đi theo sau lưng bọn họ. Chuyện này khiến Sở Hưu hơi cau mày nhưng lại không nói gì. Sau khi tới địa điểm bí mật của Long mạch, ở Tây Sở cũng không có cửa đi vào khu vực Long mạch chỉ bố trí trận pháp trấn thủ, Sở Hưu đấm ra một lỗ thủng, cảnh tượng trong long mạch xuất hiện trước mặt mọi người. Long mạch của Tây Sở còn nhỏ hơn nữa, thậm chí nhỏ hơn một chút so với Bắc Yên. Lúc này người đang rút lực lượng long mạch ở trong đó là một lão già mặc đạo bào âm dương, không có vẻ tiên phong đạo cốt gì, cơ bắp trên mặt trắng xám, được dùng xương cốt ghép lại, rất giống với vực ngoại thiên ma mà Sở Hưu nhắc tới, dù sao cũng không phải thứ tốt gì. Mạnh Vân Thịnh chỉ vào lão già kia, run rẩy nói, hắn là, hắn là Sở Hưu không có thời gian giải thích nghi hoặc cuối cùng Mạnh Vân Thịnh, y lập tức thi triển pháp thiên tượng địa đánh về phía lão già kia. Lúc này lão thiên sư ở phía sau lại cau mày, sao hắn lại cảm thấy lão già mặc đồ đạo sĩ này có vẻ khá quen mặt. Hai lần trước Sở Hưu định bắt sống mấy kẻ này nhưng đều thất bại, định thăm dò tình hình sau cánh cửa không gian cũng thất bại. Long mạch ở Tây Sở là cơ hội cuối cùng của y, lần này nếu thất bại, y sẽ mất hẳn chân tướng. Nguyên khí trong khu vực long mạch bị khuấy động, lão già mặc đồ đạo sĩ nhìn về phía Sở Hưu, hai mắt đỏ máu hiện lên chút lôi quang ngay sau đó hắn giơ tay niết ấn quyết giữa không trung vô số khối xét ngưng tụ từ tiêu thần lôi cửu tiêu thiên lôi thần tiêu trù mà lồi đủ loại lôi pháp ầm ầm đập xuống không ngờ lại hợp thành một lôi trận khổng lồ giam cầm sở hưu trong trạng thái pháp thiên tượng địa vào trong không ngừng oanh kích khiến y khó lòng cất bước lão già mặc đạo bào này còn mạnh hơn cả thành chủ cực bắc phiêu tuyết thành và bảo chủ thiết hoàng bảo có sức chiến đấu ngang với võ tiên ngũ trọng thiên còn lúc này lão thiên sư phía sau lại trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Long hổ trí tôn cửu tiên kinh, sư tổ, ngài là sư tổ. Trước đó lão thiên sư chỉ thấy lão già mặc đạo bào có vẻ quen quen nhưng không nhận ra được. Da thịt trên mặt lão già này như thi thể rách nát bị người ta khâu lại, có chỗ đã vặn vẹo, chỉ nhận ra được đường nét đại khái. Nhưng lúc này lão già mặc đạo bào ra tay, lão thiên sư mới nhận ra, hắn là thiên sư 500 năm trước của thiên sư phủ. Lão thiên sư vội vàng hét lớn với sở hưu, sở giáo chủ tạm thời dừng tay hắn là thiên sư đời trước của thiên sư phủ ta trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó sở hưu cười lạnh nói thiên sư đời trước có lẽ đã từng nhưng bây giờ hắn là tà ma ngoại vực ta dừng tay chứ hắn sẽ không dừng tay nếu không ngươi gọi hắn một tiếng xem hắn có đáp không vừa thấy sư tổ 500 năm của mình lão thiên sư có phần kích động lúc này tỉnh táo lại hắn mới cảm thấy không đúng người đã chết 500 năm rồi sao mà sống lại được Huống chi bộ dạng thiên sư hiện giờ rõ ràng là không bình thường. Sư tổ, sư tổ. Lão thiên sư gọi liên tiếp, nhưng thiên sư đời trước căn bản là không hề phản ứng, lôi pháp trong tay đánh về phía sở hưu càng thêm điên cuồng. Sở hưu quát lớn một tiếng, thánh ma bất diệt thân được thi triển tới cực hạn, xuất quyền đánh ra, lực lượng hùng mạnh phá tan phong tỏa của đại trận lôi pháp. Nhưng ngay sau đó, thiên sư đời trước lại tiếp tục kết lôi ấn, giữa không trung lôi hổ và lôi long khổng lồ bắt đầu ngưng tụ. Long hổ giao thoa, nhưng Hồng Hoang cự thú lao thẳng về phía Sở Hưu, dây dưa với y. Lão thiên sư thấy thiên sư đời trước không có phản ứng, không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu hỏi, "Sở giáo chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" "Làm sao ta biết có chuyện gì xảy ra, lão thiên sư, nếu ngươi không giúp ta bắt hắn lại thì muộn mất đấy." Tuy vị thiên sư đời trước này có tu vi sánh ngang ngũ trọng thiên, nhưng Sở Hưu muốn giải quyết vẫn rất đơn giản. Nhưng bây giờ Sở Hưu không dám hạ tử thủ mà vẫn khống chế lực lượng, tìm cơ hội bắt sống đối phương. Hai lần trước Sở Hưu đã dò ra được quy luật, chỉ cần y thể hiện lực lượng hoàn toàn áp đảo đối phương, khiến đối phương cảm thấy mình không thể chống lại, chắc chắn đối phương sẽ chủ động hóa thành cho bụi. Cho nên bây giờ Sở Hưu không thể thể hiện lực lượng mạnh nhất được, nhất định phải tìm cơ hội cho một đòn đánh tan đối phương, đồng thời phong tỏa triệt để lực lượng của đối phương mới được. Tuy lão thiên sư không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy tình hình đã như vậy, hắn đành phải ra tay. Tuy lão thiên sư chỉ có võ tiên tam trọng thiên nhưng hắn lại hiểu rất rõ về công pháp của Thiên sư phủ. Thấy Sở Hưu đang chém giết với Long Hổ Lôi Đình, lão Thiên sư trầm giọng nói, "Long Hổ giao hối sóng gió quy tụ, Long Hổ chính là âm dương, phong vân tụ tán mới là Lôi Đình." "Sở giáo chủ, trọng tâm của chiêu này là lực lượng âm dương, tấn công bản nguyên của nó, khiến âm dương điên đảo là có thể tùy tiện phá hủy." Sở Hưu gật nhẹ đầu, tạo hóa ma khí hóa thành trường đao chém ra, chớp mắt đã chia cắt Long Hổ kia. Ngay lúc đó, trường đao ma khí vặn vẹo không ngờ lại hóa thành hư ảnh tạo hóa thiên ma khổng lồ, bao phủ triệt để cự long lôi đỉnh, tạo hóa ma khí vô biên truyền vào cự long lôi đỉnh. Chỉ trong chớp mắt, âm dương hòa hợp đã bị quấy rối, sở hưu xuất quyền đánh ra, long hổ hoàn toàn nát bấy. Trong tay thiên sư đời trước hiện lên một thanh kiếm, một thanh kiếm hoàn toàn bằng lôi đỉnh màu xanh tím tạo thành. Thanh trường kiếm kia chỉ lên bầu trời, lôi đỉnh lưu chuyển xung quanh ngưng tụ thành lực lượng quy tắc, không ngờ lại tạo thành một cuộn sách do lôi đỉnh viết ra. Lôi Hàm thiên thư lão thiên sư lập tức biến sắc. Đây là tuyệt kỹ của thiên sư đời trước, nhưng đi đó thiên sư đời trước chỉ có thể dùng cương khí bệnh thành lôi hàm thiên thư, sau đó dẫn dắt lực lượng thiên địa. Kết quả tới hiện tại đã cao minh hơn rất nhiều, thiên sư đời trước đã có thể dùng lực lượng quy tắc tạo ra lôi hàm thiên thư. Lão thiên sư cắn răng, tay niết ấn quyết, lực lượng lôi đỉnh hùng hậu tuôn ra từ thân thể gầy gò của hắn, hóa thành một pháp tướng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, chống đỡ thiên địa này, ngăn bên dưới lôi hàm thiên thư. Ngay sau đó, lôi đình vô biên giáng xuống ánh sáng trắng xóa chói mắt chiếu rọi trong không gian long mạch như mặt trời ban trưa nhân lúc lão thiên sư ngăn cản đòn này sở hưu thi triển lục đạo xa bà chúng diệu hoa luân nhưng lần này sở hưu không dùng lực lượng lục đạo mài mòn mà dốc toàn lực phát động lực lượng nhân gian đạo khí tức sương mù mông lung bao phủ hoàn toàn thiên sư đời trước đồng hóa mài mòn lực lượng của hắn không để hắn thi triển bất cứ lực lượng nào sở hưu nắm lấy thiên sư đời trước lại giơ tay kết ấn lực lượng tạo hóa thiên ma tạo thành một ma vực khổng lồ cực hạn xung quanh hắn, cấm tiệt bất cứ lực lượng dị chủng nào. Lúc này lão thiên sư cũng tới gần, lớn tiếng nói: "Sư tổ, sư tổ, người còn nhận ra ta không?" Ngày xưa khi thiên sư đời trước qua đời, thật ra thiên sư phủ từng có một thời gian trống rỗng, thời đó trong thiên sư phủ nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, lão thiên sư chỉ là một đạo sĩ trẻ tuổi, vẫn chưa nổi danh. Nhưng chắc chắn thiên sư đời trước nhận ra hắn, còn chỉ điểm võ học cho hắn lúc này thân thể thiên sư đời trước dãy ruộng lôi quang nhấp nháy nhưng lôi quang đó không lan ra phía ngoài mà tràn vào trong cơ thể ánh đỏ trong mắt thiên sư đời trước biến mất để lộ đôi mắt đục ngầu nhưng chỉ lúc này ánh mắt hắn mới để lộ một chút nhân tính thiên sư đời trước nhìn lão thiên sư khóe miệng nhếch lên thành nụ cười quái dị âm thanh khàn khàn nói ngôn nguyên ngươi làm rất tốt trương ngôn nguyên chính là tục gia của lão thiên sư đã rất lâu rồi không có ai gọi như vậy nghe vậy hai mắt lão thiên sư lập tức sáng lên cố nén cơn kích động định hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng lúc này thiên sư đời trước lại lập tức chuyển sang nhìn sở hưu quát khẽ lên hắn không phải mới nói được ba chữ này ánh đỏ lại bùng lên trong mắt thiên sư đời trước sở hưu thầm hô không ổn quả nhiên không có bất cứ điểm báo nào thậm chí sở hưu không phát hiện bất cứ lực lượng nào tiết ra thân thể thiên sư đời trước đã trực tiếp hóa thành cho bụi lần này hành động của sở hưu cực kỳ nhanh chóng ngay khi ánh đỏ sáng lên thân hình của y đã dịch chuyển tới chỗ thanh cốt kiếm lúc này cốt kiếm cũng bắt đầu hóa thành cho bụi cánh cửa đang tiêu tan thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở hưu không kịp nghĩ nhiều trực tiếp chia một luồng nguyên thần rũi vào trong cánh cửa xuất hiện trong cảm giác của sở hưu là một biển máu một biển máu vô biên cảnh tượng này khiến sở hưu vừa xa lạ vừa quen vì y đã từng thấy nó chính là cảnh tượng trong hoàng tuyền thiên chuyện này không khác lắm so với suy đoán của sở hưu long mạch của ba nước bị ăn mòn quả nhiên chuyện này là do độc cô duy ngã nhưng khiến người ta kinh hãi hơn nữa là độc cô duy ngã đã làm như vậy không biết bao lâu rồi nếu không phải lần này sở hưu tình cờ nhúng tay vào chuyện của đông tề lữ long quang lại định dựa hơi sở hưu thậm chí hiện tại y vẫn không phát giác được chuyện này một phía khác cánh cửa đã bị cắt đứt luồng lực lượng nguyên thần của sở hưu bắt đầu tiêu tán sở hưu dựa vào lực lượng nguyên thần yếu ớt đó ra sức tìm hiểu bộ dạng của hoàng tuyền thiên nhưng chỉ thấy khắp nơi là hoàng tuyền huyết hải vô sống xương trắng nổi bềnh phía xa còn thấy vô số oan hồn dãy ruộng muốn được giải thoát lúc này biển máu bốc lên sở hưu có thể thấy được lờ mờ phía xa biển máu đang sôi trào kịch liệt một vương tọa bằng xương trắng chậm rãi nổi lên có vẻ như còn có một bóng người ngồi trên đó nhưng đây là hình ảnh cuối cùng mà sở hưu được thấy sau đó lực lượng nguyên thần của sở hưu đã tiêu hao hết ở phía khác sở hưu rên khẽ một tiếng sắc mặt tái nhợt sau khi cánh cửa bị cắt đứt luồng nguyên thần của y đã tiêu tán triệt để không cách nào thu hồi Loại tổn thương nguyên thần như vậy là vĩnh viễn, cần tốn rất nhiều tinh lực mới bù đắp nổi. Nhưng sau khi thấy cảnh tượng bên kia cánh cửa, y đã xác thực được suy đoán của mình, không coi là lỗ. Lúc này lão thiên sư lại quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sở giáo chủ, rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì? Vì sao thiên sư đời trước của thiên sư phủ ta lại phục sinh? Ngươi đừng có lấy cái cớ vực ngoại thiên ma ra lừa gạt ta." Sở hưu hít sâu một hơi nói, "Ta nói ta cũng không biết, lão thiên sư có tin không?" Lão thiên sư nhìn chằm chằm vào sở hưu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, ta tin. Không tin cũng không được, hiện tại hắn không địch nổi sở hưu, sở hưu không muốn nói, chẳng lẽ hắn lại ép hỏi được ư? Sở hưu nhún vai nói, thực ra ta không biết thật. Chuyện độc cô duy ngã không nói được, chuyện hoàng tuyền thiên cũng không nói được, sở hưu cũng không biết nguyên lý vì sao những cường giả 500 năm lại phục sinh, cho nên y chỉ có thể trả lời là không biết. Nhưng sở hưu trầm tư một lúc rồi hỏi lão thiên sư, lão thiên sư, sau khi chết rốt của con người đi về đâu, ngươi có biết không?" Lão thiên sư vô thức nói, "Thân tử đạo tiêu, còn đi đâu được." Nhưng sau khi nói xong, lão thiên sư lại đờ ra tại chỗ. Nếu đúng là thân tử đạo tiêu, vậy cảnh tượng vừa rồi phải giải thích ra sao? Cường giả 500 năm phục sinh, như vậy mà coi là thân tử đạo tiêu được à?" Sở Hưu lắc đầu nói, "Thế giới này quá lớn, chúng ta cho rằng mình thấy rõ, nhưng thực tế còn rất nhiều điều chưa biết. Chỉ riêng hai chữ sinh tử thôi, chúng ta cũng không thấy rõ rồi." luân hồi, chuyển thế, trùng sinh, những thứ này là truyền thuyết hay sự thật, ai làm rõ được đây? Lão thiên sư gãi đầu, những thứ này hắn càng không hiểu, chuyện xảy ra hôm nay đã phá hủy quan điểm cũ của hắn, tuổi tác của hắn đã cao, tới giờ còn chưa tiêu hóa xong. Sở hưu quay đầu lại nói với Mạnh Vân Thịnh, bệ hạ, bây giờ ta đã giúp ngươi thanh lý thứ trong long mạch, đừng quên giao dịch của chúng ta. Thời gian tới ta sẽ dẫn người tới Long Mạch Tây Sở tu hành. Đông Tề Tây Sở Bắc Yên, Long Mạch của ba nơi này đều bị tổn hại, bị hấp thu một phần lực lượng nhưng không quan trọng. Long mạch vốn là bảo vật của thiên địa. Ngoài long mạch Đông Tề, hai long mạch khác có thể từ từ phục hồi. Bây giờ sở hưu có thể trực tiếp hấp thu lực lượng trong long mạch để tu luyện. Do có ba long mạch, Y có thể tặng hai long mạch cho người khác.ít nhất mỗi long mạch có thể chứa được ba bốn võ tiên tam trọng thiên hoặc 10 cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhưng bây giờ sở hưu không có thời gian bố trí tu luyện. Y còn phải tới Đại La Thiên một chuyến, tới hỏi thiên hồn về đủ loại dị tượng xuất hiện dưới hạ giới trong chuyện này đương nhiên mạnh vân thịnh sẽ không nói lung tung hơn nữa chuyện liên quan tới thiên sư đòi trước lão thiên sư cũng không nhiều lời sau khi giao chuyện giải quyết những việc tiếp theo cho bọn họ sở hưu trực tiếp đi qua con đường ở nam man trở lại đại la thiên tới lăng tiêu tông tìm thiên hồn lăng tiêu tông đã hoàn toàn quy thuận cô luân ma giáo đương nhiên các đệ tử kia cũng nhận ra sở hưu cho nên sở hưu tới linh tiêu cảnh rất thuận lợi đứng trước linh tiêu cảnh đắn đo trong chốc lá sở hưu thở dài một tiếng cuối cùng vẫn mở trận pháp bước vào trong linh tiêu cảnh trong linh tiêu cảnh với làn sương mù mông lung thiên hồn phát hiện sở hưu đến cái đầu luôn rủ xuống bỗng ngẩng lên nở một nụ cười kỳ quái ồ mới đó thôi đã ngũ trọng thiên rồi ngươi tới thả ta ra à sở hưu chăm chú nhìn thiên hồn khẽ lắc đầu nói ta nói ta định thả ngươi ra ngươi có tin không thiên hồn cũng lắc đầu nói đương nhiên là không tin nếu ngươi thả ta ra dễ dàng như vậy ngươi đã không phải địa hồn tu vi ngũ trọng thiên còn chưa tới mức khiến tâm địa của ngươi bành trướng khiến ngươi buông lỏng cảnh giác thả ta ra ngoài yên tâm, giữa chúng ta không cần chơi mấy trò này, ta biết khi ngươi còn chưa trưởng thành tới mức tự tin sẽ khống chế được ta ở mức tuyệt đối, chắc chắn ngươi sẽ không thả ta ra ngoài. Lần này ngươi tới đây là vì sao, phát hiện ra vấn đề khó khăn gì à? Sở hưu gật đầu nói, đúng là phát hiện ra một số nan đề, một số nan đề liên quan tới Hoàng Tuyền Thiên. Bố trí của độc cô Duy Ngã đúng là nằm ngoài tưởng tượng của ta. Nói đoạn, sở hưu thuật lại những phát hiện của mình trong long mạch cho thiên hồn. Thiên hồn nhíu mày nói, người chết 500 năm đã sống lại còn thu được sức chiến đấu cường đại hơn lúc còn sống. Sở Hưu gật đầu nói, không sai, tất cả đều trở thành võ tiên, nhưng thực lực lại khác nhau, chắc là dựa theo thực lực khi còn sống, gia tăng theo một mức độ nào đó. Ngươi có biết như vậy là sao không? Mệnh hồn có tính toán gì ở hạ giới? Thiên hồn lắc đầu nói, những chuyện mà ngươi nói thì ta cũng không rõ. Thiên địa mệnh tam hồn, từ sau trận chiến đại La Thiên đã chia cắt triệt để, cho nên sau khi mệnh hồn tới Hoàng Tuyền Thiên, rốt cuộc hắn có bố trí gì, có phát hiện gì, ta cũng không biết. Cho nên ta mới nói, khi mệnh hồn, khi Độc Cô Duy Ngã chính thức xuất hiện trong Hoàng Tuyền Thiên, thực lực của hắn sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta có đạt tới đỉnh phong cũng chỉ ngang với 500 năm trước, khi Độc Cô Duy Ngã đối đầu với Đại La Thiên, còn ngươi nhất định phải mạnh hơn hắn lúc đó mới có thể giao chiến với mệnh hồn Độc Cô. Còn có Hạ Phàm Thiên, xem bộ dạng ngươi chắc đã tiêu diệt thiên môn, khiến cho Đại La Thiên đều hạ giới. Sở Hưu gật đầu nói, không sai, hôm nay các tông môn Đại La Thiên đã khai tông lập phái ở hạ giới thiên hồn trầm giọng nói đừng nên coi thường hạ giới thật ra tiềm lực của hạ giới còn lớn hơn đại la thiên đại la thiên là thế giới chưa khai thác nên mới có tài nguyên phong phú nhưng hạ giới thì sao sở hưu nghi hoặc nói tài nguyên hạ giới không phong phú như ở đại la thiên mới đúng đã bị khai thác cả vạn năm rồi hơn nữa nguyên khí cũng không dư giả thậm chí còn không có con hung thú nào ra dáng một chút ngay trước khi cô luân ma giáo thành lập ở đại la thiên lão man vương còn tặng một con sơn dao đây là dao long hàng thật giá thật đã tuyệt chủng dưới hạ giới. Thiên hồn lắc đầu nói, sai, tài nguyên ở hạ giới không phong phú bằng đại la thiên, nhưng hạ giới chôn giấu không ít bảo vật. Ngươi nghĩ hạ giới chỉ đơn thuần là hạ giới ư, hiện tại hạ giới là thượng phàm thiên và hạ phàm thiên hợp thể. Ngay trước thượng phàm thiên mới thật là thời đại hưng thịnh của võ đạo, đủ loại cường giả kinh tài tuyệt diễm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đủ loại đại phái võ đạo như măng mọc sau mưa. Đại La Thiên mà ngươi thấy hiện giờ đúng là rất mạnh, nhưng chỉ là mạnh dựa trên cơ sở của Thượng Phàm Thiên bọn họ chỉ là đám sâu kiến cố tìm đường chạy trốn đứng trên vai thời đại võ đạo hưng thịnh đó mà sáng lập nên đại la thiên phồn vinh đồ tốt thật sự vẫn còn trôn dưới hạ giới tuy đại kiếp nạn thượng cổ dẫn tới thượng phàm thiên bị hủy diệt nhưng phần còn lại của thượng phàm thiên đã dung hợp với hạ phàm thiên cũng có một số thứ được giữ lại những tông môn đại la thiên hạ giới trọng điểm chính là tìm kiếm di vật của tổ tiên mà năm xưa bọn họ không mang đi được sở hữu cao mày nói ngươi còn biết chuyện này thì độc cô duy ngã ngày trước chắc chắn cũng biết vì sao lúc đó hắn không đào những thứ đó ra? Ngươi tưởng lúc đó Độc Cô Duy Ngã còn cần những thứ này à? Sở Hưu nghẹn lời, đúng là với thực lực của Độc Cô Duy Ngã lúc đó đã không cần những ngoại vật kia, thậm chí chúng còn không tính là dệt hoa trên gấm. Nhưng Độc Cô Duy Ngã không dùng tới những thứ đó chứ bây giờ ngươi lại có cơ hội cần dùng, để ta nghĩ thử xem còn chỗ nào chưa bị đào. Đúng rồi, khu vực trung nguyên bây giờ có nằm trong khống chế của ngươi không? Sở Hưu gật đầu một cái nói, coi như có, nhưng khu vực trực tiếp đất rộng của nhiều có rất nhiều thế lực tông môn, cô Luân Ma giáo cũng nắm giữ một phần mà thôi, nhưng quan hệ giữa chúng ta và triều đình đang thống lĩnh Trung Nguyên cũng không tệ. Thiên hồn nói, vậy thì dễ rồi, nơi sâu nhất của Trung Nguyên chính là di tích của Nguyên Thần Cung. Đó là tông môn đã tồn tại vài ngàn năm trước đại kiếp nạn thượng cổ, cũng có thể nói là tông môn của một lũ điên. Đám người kia chơi chán võ đạo nên muốn tạo thần, chạm tới một phần lực lượng bản nguyên của thế giới, còn để lại vài thứ trong đó. Cụ thể là gì thì ta không rõ, nhưng nếu ngươi có thể dung hợp sẽ có lợi ích rất lớn. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi: sao ngươi không nói sớm? nói sớm ta đã đào từ trước rồi. Thiên Hồn trợn mắt nói: nói sớm thì thực lực của ngươi có đủ không? Lũ điên nguyên thần cung kia đi theo con đường cực kỳ hoang dại, tuy ta không biết rốt cuộc bọn chúng bố trí như thế nào, nhưng rất có thể uy hiếp được võ tiên nhất nhị tam trọng thiên. Nói đoạn, Thiên Hồn dùng lực lượng nguyên thần phát họa một ký hiệu, trông như chữ tượng hình, lại như hình người. Đi tìm theo ký hiệu này, sau khi tìm được đừng để bọn họ đào ngươi tự mở ra, bằng không thuộc hạ của ngươi có chết sạch thì ta cũng mặc kệ." Sở Hưu gật đầu nói, "Vậy thì được, ta đi trước, ta cảm thấy thời điểm thả ngươi ra đã không xa rồi." Sau khi Sở Hưu đi khỏi, Thiên Hồn nhìn theo bóng lưng Sở Hưu, cũng lẩm bẩm, "Đúng vậy, không xa, nhưng vẫn hơi chậm." Sau khi trở lại hạ giới, Sở Hưu gọi đám người Ngụy Thư Nhai đến, bố trí bọn họ đi vào long mạch của ba nước tu luyện. Long mạch có thể tự hồi phục, nhưng trước khi hồi phục lực lượng lan tràn có thể để người khác hấp thu thuận lợi những người dưới trướng sở hưu vừa vặn bổ sung vào long mạch của ba nước thực lực sẽ tiến bộ nhảy vọt đặc biệt là ba người thương thiên lương lục giang hà và lã phụng tiên ba người bọn họ đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên lĩnh ngộ cũng đủ mượn lực lượng long mạch hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới võ tiên chân chính sau khi bố trí xong xuôi sở hưu cũng tới tìm lữ long quang bảo hắn phát động toàn bộ lực lượng đông tề đi tìm manh mối về nguyên thần cung còn bản thân hắn thì bế quan trong long mạch đông tề lữ long quang thận trọng nói xin hỏi sở giáo chủ đây là nơi nào?" Sở Hưu như cười như không nói, đối với ta thì là có ích, nhưng đối với các ngươi thì chưa chắc. "Đương nhiên các ngươi cũng có thể thử đi vào, nhưng nếu chết người thì đừng trách ta không nhắc trước." Nghe Sở Hưu nói vậy, Lữ Long Quang không hỏi nữa. Thứ của các đại nhân vật này, hắn không dám tham lam xen vào. Trong thời gian Sở Hưu bế quan, toàn bộ hạ giới trông thì bình tĩnh nhưng trên thực tế các đại phái đều có hành động. Thiên hồn nói không sai, các đại phái hạ giới không chỉ tranh đoạt khí vận, chiêu mộ đệ tử mà còn có tính toán riêng đào bảo vật của tổ tiên ra. Một vạn năm đã qua, tuy không biết có tìm được hay không, nhưng một khi tìm được, bọn họ đi chuyến này cũng chẳng uổng công. Đông Tề, Đông Hải quận, nơi này là khu vực biên giới Đông Tề, gần Đông Hải nhất, tuy vẫn thuộc về Đông Tề nhưng đã cách xa Trung Nguyên. Sau khi Thiên Ma cung hạ giới đã an cư lạc nghiệp tại đây, Tông môn Nam vực đã bị Sở Hưu đánh cho tàn phế, có thể nói là một trong những người khiêm nhượng nhất sau khi xuống hạ giới. Thiên Ma cung tuy không đối địch với Sở Hưu, nhưng cường giả bát trọng thiên duy nhất của thiên ma cung là tà khâu lương lại gặp bất chắc chỉ có thể bị nhốt ở thiên ma cung tại nam vực không cách nào di chuyển tuy hắn là võ tiên bát trọng thiên nhưng tác dụng rất có hạn chỉ miễn cưỡng duy trì thiên ma cung không bị hủy diệt cho nên thiên ma cung phái viên không thành tu vi vừa tiến bộ lên ngũ trọng thiên xuống hạ giới để giữ thể diện lực uy hiếp có hạn nhưng bọn họ vẫn gặp tình cảnh bi thảm sau khi hạ giới khi thiên ma cung cực kỳ phần khởi muốn chiêu mộ một số đệ tử bọn họ mới xui xẻo phát hiện Toàn bộ ma đạo dưới hạ giới đều bị Sở Hưu thống nhất, căn bản là không có võ giả ma đạo nào đột nhiên chạy ra gia nhập Thiên Ma Cung. Đương nhiên vẫn còn loại tán tu ma đạo thực lực chẳng ra sao, như những kẻ như vậy thì Thiên Ma Cung cũng thấy chướng mắt. Còn chuyện tranh đoạt đạo thống với Sở Hưu, cái này thì Thiên Ma Cung không hề nghĩ tới. Thiên Ma Cung và Sở Hưu đã liên thủ với nhau vài lần, nhưng chính vì vậy Thiên Ma Cung càng hiểu rõ sự khủng khiếp của Sở Hưu. Không phải bọn họ không muốn trở mặt tranh đoạt đạo thống ma đạo với Sở Hưu, mà là bọn họ không dám cho nên từ khi hạ giới đến nay thiên ma cung luôn giữ thái độ khiêm nhượng cắm rễ ở đông hải quận trong mắt người ngoài thì họ có vẻ kín tiếng nhưng thực tế trong nội bộ thiên ma cung lại cực kỳ bận rộn lúc này tại bờ biển biên giới đông hải quận trận pháp sư của thiên ma cung đang bố trí trận pháp tầng tầng lớp lớp ngăn cản toàn bộ nước biển ngoài ra còn có hơn trăm đệ tử không ngừng đào bới thậm chí còn dùng trận bàn cảm nhận khí tức bên dưới thi thoảng lại đổi hướng lúc này viên không thành đang đứng đó chỉ huy các đệ tử thiên ma cung đào bới bên cạnh là một võ giả thiên ma cung trần trừ nói phó cung chủ vị trong truyền thuyết kia không phải sư tổ của thiên ma cung ta chúng ta đào hắn lên thật à huống hồ đã qua rất nhiều năm rồi e là nguyên thần của hắn đã tiêu tán từ lâu viên không thành vung tay ánh mắt lấp lóe vẻ cuồng nhiệt ngươi thì biết gì vị kia là cường giả đệ nhất trong giới ma đạo chúng ta danh hiệu là vô thượng thiên ma tuy tổ tiên của thiên ma cung ta không phải hắn nhưng đã từng được hắn chỉ điểm bây giờ cung chủ đang bị nhốt trong thiên ma cung tu vi bát trọng thiên cũng chỉ có thể ngồi trong thâm cung. Nếu có vô thượng thiên ma đại nhân chỉ điểm, cung chủ có thể thoát khốn, thậm chí còn có cơ hội đạt tới cửu trọng thiên. Đại La Thiên có ba nhánh đạo Phật ma, đạo môn có tam thanh điện, các thế hệ đạo tôn đều là cường giả trong cường giả. Phật môn cũng có hai chi phái là Phạm giáo và Thiên La Bảo tự. Các thế hệ giáo chủ Phạm giáo và Thế tôn cũng có cơ hội đứng trên đỉnh cao đương thời. Nhưng chỉ duy nhất nhánh ma đạo là xui xẻo, hai phái cực lạc ma cung và thiên ma cung tuy có thực lực không yếu nhưng xưa nay chưa bao giờ đứng trên đỉnh phong của đại la thiên nguyên nhân của chuyện này không phải vì cực lạc ma cung và thiên ma cung không cố gắng mà là vạn năm trước truyền thừa ma đạo dưới hạ giới đã bị đà kích một lần mà kẻ cầm đầu cũng chính là người viên không thành định đào ra, vị vô thượng thiên ma vị này không họ không tên thậm chí không có tông môn vạn năm trước khi ngươi nổi danh trên giang hồ đã tự xưng là vô thượng thiên ma tự xưng là cường giả ma đạo đệ nhất từ xưa tới nay Đương nhiên lời này của hắn không phải nói khoác, ít nhất nửa cầu đầu không nói khoác. Trong thời đại của hắn, vô thượng thiên ma chính là đệ nhất nhân trong ma đạo, cũng những đại phái ma đạo như thiên ma cung đều thần phục dưới trướng hắn. Nhưng vị vô thượng thiên ma này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, vừa đứng trên đỉnh cao của giang hồ chưa được bao lâu đã bị tất cả các cường giả trong giang hồ liên thủ phong ấn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị vô thượng thiên ma này có tính cách cuồng vọng với cực điểm, lúc đó hắn không để bất cứ tông môn nào trong giang hồ trong mắt. Cuồng vọng, đắc tội với nhiều người đã đành hắn còn muốn nghiên cứu con đường trường sinh vì nghiên cứu một môn ma công cấm kỵ không ngờ còn sắn giết võ tiên tiến hành thí nghiệm hành động này đã phạm phải tối kỵ của giang hồ võ tiên đứng trên đỉnh phong sao lại là đối tượng cho ngươi tùy ý săn bắt thí nghiệm cho nên lúc đó cường giả của các môn phái đồng thời ra tay phá hủy thân thể của hắn nhưng khi ra tay hủy diệt nguyên thần bọn họ lại phát hiện mình không làm được trước đó đại la thiên phong ấn độc cô duy ngã là vì bọn họ e ngại độc cô duy ngã một khi giết chết hắn, nguyên thần đoạt xá, hắn sẽ càng khủng khiếp, có thể khôi phục lại thời đỉnh phong bất cứ lúc nào. Nhưng vô thượng thiên ma kia nghiên cứu đủ loại ma công cấm kỵ, tuy không thành công nhưng cũng có một số tiến triển. Ít nhất hắn đã biến mình thành quái vật, nguyên thần gần như bất diệt, cho nên không cách nào diệt trừ, chỉ có thể phong ấn. Đã qua nhiều năm, cho dù là trước đại kiếp nạn thượng cổ, giới ma đạo vẫn không nghĩ tới chuyện đào vô thượng thiên ma ra. Một nguyên nhân là vì hai giới đạo Phật đang đứng xem, ai muốn đào kẻ điên này ra sẽ là kẻ địch của toàn bộ giang hồ. Mặt khác, ngay trước Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung đã phát triển tới đỉnh phong của ma đạo, không ai muốn thả một lão tổ tông ra. Nhưng bây giờ Thiên Ma Cung đang trong cảnh khốn khó, hơn nữa lại tình cờ xuống hạ giới, tìm được nơi phong ấn Vô Thượng Thiên Ma. Đây chẳng khác nào cơ hội mà ông trời cho Thiên Ma Cung, Viên Không Thành và Tà Khâu Lương bàn bạc rồi quyết định đào di tích ra, thả Vô Thượng Thiên Ma năm xưa. Tìm được rồi, Lúc này võ giả thiên ma cung ở bên dưới vui mừng hô lớn, hang động dưới bờ biển đã được bọn họ đào xong để lộ ra một cung điện được chế tạo hoàn toàn bằng đồng xanh. Nhưng nói là cung điện, thực tế nó là một cái hộp sắt vuông vức, trông giống như quan tài. Không có cửa ra vào cũng chẳng có cửa sổ, bên trên đó khắc đầy trận văn đạo Phật, thậm chí có cả của giới ma đạo. Viên không thành nhìn cung điện bị bịt kín kia, trong lòng cũng hơi lo lắng. Đây là cơ hội cuột khởi cuối cùng của thiên ma cung, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn mặc dù căn cứ theo điển tịch ghi chép lại lúc đó tập hợp lực lượng của tất cả cường giả đại phái trên giang hồ vẫn không thể hủy diệt nguyên thần của đối phương cũng tức là nguyên thần của đối phương đã gần như bất diệt nhưng vấn đề là bất diệt không phải là bất tử vạn năm đã qua ai biết bên trong sẽ ra sao mở ra đi viên không thành ra lệnh tất cả trận pháp sư của thiên ma cung lập tức ra tay phá trận đã qua vạn năm thật ra chính phần 10 trận pháp của cung điện phong ấn vô thượng thiên ma đã hỏng nhưng vị vô thượng thiên ma này vẫn không thể chủ động trốn thoát. Đây không phải tin tức tốt cho viên không thành, vì điều này đại biểu, rất có thể nguyên thần của đối phương đã tiêu tán, cũng có thể đã trở nên cực kỳ suy yếu. Hơn 10 trận pháp sư của thiên ma cung bố trí một trận pháp, chỉ trong chớp mắt, vô số hào quang trận đạo đã bao phủ lấy cung điện bằng đồng xanh, trận pháp trên đó bắt đầu tan rã. Tiếp đó một tiếng canh két vang lên, toàn bộ cung điện đồng xanh bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều xương đen tràn ra từ trong đó. Cùng lúc, một tiếng thở dài âm u vang lên bên trong rốt cuộc cũng được thấy ánh mặt trời rồi viên không thành vui mừng như điên hắn cực thắng rồi vô thượng thiên ma trong phong ấn vẫn còn sống nhưng không đợi viên không thành kịp nói gì làn xương đen bắt đầu càn quét các trận pháp xung quanh đều bị xương đen bao phủ chỉ trong chớp mắt bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng đã bị hút thành thây khô thấy cảnh này sắc mặt viên không thành đen kịt tuy thực lực của các trận pháp sư này không mạnh nhưng bọn họ là trận pháp sư không thể tính toán theo thực lực được, chỉ trong chốc lát đã tổn thất nhiều trận pháp sư như vậy, có thể nói là bao tích lũy trận pháp của Thiên Ma cung trong nhiều năm đã bị hủy hoại trong chốc lát. Lúc này, sau khi hút máu tươi của hơn 10 trận pháp, rốt cuộc làn xương đen cũng ngưng tụ, hóa thành một thứ tổng như thực thể nhưng lại lơ lửng không cố định. Đó là một lão già gầy gò với làn xương đen lượn lờ quanh người, trông không khác gì bộ xương khô, cực kỳ khủng khiếp. Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí viên không thành còn có cảm giác không ngờ hắn lại nhìn mình như nhìn một con kiến, chuyện này khiến Viên Không Thành cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Vô Thượng Thiên Ma vung tay, ma khí vô biên đột nhiên xuất hiện giữa hư không, bao phủ lấy hắn. Viên Không Thành đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng này không mạnh, thậm chí chỉ tương đương với võ tiên nhất trọng thiên. Nhưng chính luồng lực lượng không mạnh này lại dẫn dắt lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại, thậm chí cường đại tới mức võ giả ngũ trọng thiên như Viên Không Thành cũng cảm thấy uy hiếp. Già Thiên Ma thủ trực tiếp thi triển nhưng không phải tóm lấy vô thượng thiên ma mà là bao phủ chính mình, chấp nhận để ma khí ăn mòn. Viên không thành hô lớn, tiền bối, ta là đệ tử của thiên ma cung, ngài có còn nhớ thiên ma cung không? Vô thượng thiên ma vung tay, ma khí tan rã, nhưng làn xương đen lại sôi trào càng kịch liệt xung quanh. Thiên ma cung, ngươi là người của thiên ma cung, rốt cuộc bây giờ đã qua bao lâu rồi? Viên không thành thận trọng nói, chắc đã hơn vạn năm rồi, một vạn năm qua hạ giới đã thay đổi rất nhiều, khi đó tiền bối bị phong ấn, còn chúng ta viên không thành còn chưa kịp nói xong thì vô thượng thiên ma đã ngắt lời một vạn năm ha 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 một vạn năm rồi mà bản tôn vẫn còn sống nguyên thần bản nguyên không tiêu tán bản tôn thành công rồi lũ ngu ngốc tự cho là đúng coi bản tôn là kẻ điên bây giờ đều hóa thành cho bụi còn bản tôn vẫn còn sống lúc trước nếu không phải bọn chúng ngăn cản bản tôn đã sớm phát hiện bí mật vĩnh sinh để cho thân thể cũng có thể tồn tại vạn cổ bất hủ lúc này đỉnh đầu viên không thành đã đổ mồ hôi hắn đột nhiên cảm thấy có vẻ như mình đào vị này ra là quyết định sai lầm. Chẳng trách vạn năm trước những người kia nói hắn là kẻ điên, trên thực tế bộ dạng vô thượng thiên ma hiện giờ cũng rất giống kẻ điên. Lúc này vô thượng thiên ma lại đột nhiên hỏi, bây giờ cường giả đệ nhất ma đạo hiện tại là ai, hắn ở đâu? Viên không thành vô thức nói, cung chủ không cách nào di chuyển, chắc là sở hưu của cô luân ma giáo, bây giờ hắn đang ở đông tề. Nhưng vừa nói được một đoạn, viên không thành lập tức cảm thấy không đúng, hắn cảnh giác nói, tiền bối, ngài định làm gì? cô luân ma giáo và thiên ma cung ta là đồng minh hơn nữa sở hưu kia còn chưa nói xong vô thượng thiên ma đã hóa thành làn xương đen thôn tính một đệ tử thiên ma cung mượn ký ức của ngươi dùng một chút tiểu tử ngươi thả bản tôn ra bản tôn sẽ không quên công lao này bất luận các ngươi là thiên ma cung hay là ma cung gì bản tôn sẽ để các ngươi trở thành đại phái ma đạo đệ nhất đương thời còn bây giờ chuyện quan trọng nhất là bản tôn cần tìm một bộ thân thể để đoạt xá trừ cương giả ma đạo đệ nhất đương thời con có thân thể của ai xứng với bản tôn. Đừng nôn nóng, bản tôn đi chút sẽ về." Nói xong câu này, Vô Thượng Thiên Ma không cho Viên Không Thành cơ hội nói chuyện, trực tiếp chạy về phía Đông Tề. Không xong, Viên Không Thành vỗ mạnh lên đùi, lập tức biến sắc. Vô Thượng Thiên Ma tốc độ cực nhanh, hắn cũng không đuổi kịp, huống hồ cho dù có đuổi kịp, với tính cách của Vô Thượng Thiên Ma, chắc cũng chẳng nghe lời Viên Không Thành. Cho nên hắn đành phải đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, chỉ hy vọng mình đừng gây ra phiền toái lớn. Đối với hắn vô thượng thiên ma chỉ là cường giả trong truyền thuyết còn sự cường đại khủng khiếp của sở hưu lại là cảnh trước mắt là hắn tận mắt chứng kiến lúc này trong long mạch đông tề sở hưu và lã phụng tiên đang tu luyện long mạch đông tề là lớn nhất lực lượng lan tràn cũng nhiều nhất đủ cho sở hưu và lã phụng tiên đồng thời tu luyện lúc này xung quanh lã phụng tiên đã có vô số lực lượng quy tắc bao phủ sở hưu cũng không tu luyện mà đứng bên cạnh hộ pháp nửa ngày sau lực lượng quy tắc được cụ thể hóa như những sợi tơ đã tràn vào người lã phụng tiên khiến khí tức trên người hắn rực rỡ hẳn lên nhuệ khí xông thẳng tới chân trời lã phụng tiên mở mắt lẩm bẩm đây là lực lượng của cảnh giới võ tiên hay sao không chế quy tắc đúng là rất thần kỳ lã huynh chúc mừng ngươi đặt chân lên cảnh giới võ tiên trở thành tiên nhân trên mặt đất hôm nay ngươi cũng coi như đứng trên đỉnh phong của võ đạo lã phụng tiên cười nói mới chỉ là nhất trọng thiên mà thôi chứng kiến sở huynh giao thủ với nhiều cường giả như vậy các ngươi còn chưa phải là đỉnh phong, chút thực lực ấy của ta đâu tính là đỉnh phong gì. Nhưng ưu thế lớn nhất của lã mẫu trong đời này chính là vận may, gặp được sở huynh, bằng không tới giờ chắc ta vẫn còn lăn lộn trong giới tán tù. Ngay lúc sở hưu định nói gì đó kết thúc cuộc trò chuyện tân bốc lẫn nhau này, bên ngoài lại vang lên một ảo thuật. Sở hưu ở đâu, còn không ra bái kiến bản tôn. Thân hình vô thượng thiên ma lơ lửng trên không trung, ảo thuật lại vang vọng khắp hoàng thành đông tề. Nhưng tất cả những ai nghe tiếng nói của Vô Thượng Thiên Ma lại cảm thấy ngạc nhiên. Đã tới thời này rồi mà còn có người dám nói như vậy với Sở Hưu. Tới nay, những thế lực mà Sở Hưu nắm giữ đã không phải bí mật. Ở hạ giới thì thống nhất ma đạo, ở đại La Thiên thì khống chế đông vực, đồng thời còn kết giao với vị cường giả sánh ngang cửu trọng thiên như lão Man Vương. Lại thêm trong tay y đang có lá bài tẩy không biết tên, cho dù là viện trưởng tinh hà võ viện Mạnh Tinh Hà và giáo chủ phạm giáo hận y thấu xương nhưng vẫn không làm gì được y có thể nói với thực lực và thế lực mà sở hưu đang nắm giữ cho dù là đạo tôn của tam thanh điện cũng không có tư cách bảo sở hưu đến bái kiến tên này bị điên à trong mật thất long mạch lã phụng tiên và sở hưu đưa mắt nhìn nhau đều thấy ngạc nhiên có người tới gây chuyện với y là rất bình thường nhưng có người dám tới gây chuyện với y bằng giọng điệu này chẳng lẽ là kẻ ngốc sở hưu và lã phụng tiên ra khỏi long mạch thấy làn xương đen vô biên bao phủ toàn bộ hoàng thành đông tề ma khí che khuất bầu trời còn ngưng tụ thành một vương tọa hắc long cực kỳ ngông nghênh lơ lửng trên không trung vô thượng thiên ma ngồi xếp bằng trên đó sở hưu cau mày nói ngươi là người phương nào vô thượng thiên ma vung tay lên nói cho dù bản tôn có nói ra danh hiệu chắc loại tiểu bối như ngươi cũng chưa từng nghe nói ngươi chỉ cần nhớ bản tôn là cường giả ma đạo đệ nhất thiên hạ từ xưa đến nay vậy là đủ sở hưu nhìn vô thượng thiên ma vẻ mặt kiêu ngạo không biết hắn lấy đâu ra tự tin như vậy cường giả ma đạo đệ nhất từ xưa đến nay hắn có hỏi độc cô duy ngã không lúc này vô thượng thiên ma nhìn sở hưu lại hài lòng gật nhẹ đầu thân thể trẻ tuổi võ đạo khí huyết sung túc đủ tư cách trở thành thân thể mới của bản tôn tiểu bối chủ động dâng thân thể của ngươi lên bản tôn hứa với ngươi tương lai bản tôn nghiên cứu được bí pháp trường sinh thân thể bất diệt bản tôn sẽ tái tạo thân thể cho ngươi trở thành người thứ hai trường sinh bất diệt trên cõi đời này sở hưu nhìn vô thượng thiên ma như nhìn thằng ngốc tên này chui đâu ra vậy đối phương có thể dùng thân thể nguyên thần đơn thuần thể hiện được uy thế sánh ngang võ tiên, chắc chắn không phải kẻ ngu. Nhưng nếu không phải kẻ ngu sao lại nói ra những lời như vậy, không phải ngốc thì cũng là điên. Còn bất tử bất diệt, còn trường sinh, đang chơi trò trẻ con hay sao? Độc cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đứng trên đỉnh cao bao lâu như vậy vẫn không tìm được đường, các trí cường giả cửu trọng thiên như đạo tôn còn phải khổ sở truy tìm, ngươi nói ngươi nghiên cứu ra được, đang đùa hay sao? Sở hưu cũng chẳng muốn nói nhảm với hắn, lạnh lùng trả lời, Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Không cần phải nói, sau khi bắt được ngươi ta sẽ chậm rãi nghiên cứu. Sắc mặt Vô Thượng Thiên Ma lập tức tối sầm lại, ngươi dám nói bản tôn là thứ gì? Câu này có vẻ không đúng, Lã Phụng Tiên đứng dưới quan chiến lại thiếu chút nữa bật cười. Hắn không hề lo lắng cho Sở Hưu, nếu Sở Hưu không giải quyết được cái tên kỳ quái này, hắn đã không phải là Sở Hưu. Bị nhốt hơn vạn năm, thật ra ý thức của Vô Thượng Thiên Ma khá hỗn loạn, nhưng hắn vốn là loại người tính cách điên cuồng cố chấp, nói theo cách khác thì đúng là kẻ điên một kẻ điên ngày trước có thực lực cường đại, hiện giờ cũng không yếu. Nhưng điên không có nghĩa là ngu, vẫn nghe được ý chế nhạo trong lời nói của sở hưu. Vô số ma khí sôi trào xung quanh, vô thượng thiên ma quát lớn, ngươi to gan. Còn chưa dứt lời, sở hưu đã chẳng muốn nghe hắn làm nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tay niết ấn quyết, thập tự liên hoa ấn được thi triển, Phật quang vô tận tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tiếp đó hoa sen thập tự nở rộ, trực tiếp đánh lên làn xương đen vô biên kia, phá tan ma vụ, để lộ ánh sáng sở hưu nhíu mày hóa ra chỉ có bề ngoài vô thượng thiên ma gần lên điên cuồng ma khí vô biên ngưng tụ thành chín con ma long tạo thành trận thế cắn về phía sở hưu thời đỉnh phong hắn cũng là cường giả cửu trọng thiên nhưng bây giờ không còn thân thể hơn nữa còn bị nhốt hơn vạn năm thậm chí nguyên thần đã cực kỳ yếu ớt thực lực tổng hợp chỉ ngang với võ tiên nhất trọng thiên nhưng dù sao hắn cũng từng là trí cường giả cửu trọng thiên cho dù chỉ có nguyên thần suy yếu nhưng dẫn dắt quy tắc và võ đạo biến ảo cũng vượt xa võ giả cùng cảnh giới có thể phát huy lực lượng ngang với võ tiên ngũ trọng thiên chỉ tiếc là hắn gặp phải sở hưu một sở hưu với lực lượng nội tình kinh người hoàn toàn có thể dùng lực lượng phá tan những thứ loài loài của hắn phá trận tử rời vỏ chém ra đao chiêu thôn thiên đao ý hùng hồn ngưng tụ thành lỗ đen như nơi nó đi qua mọi thứ đều bị phá nát chín con ma long lập tức nát bấy không đợi vô thượng thiên ma kịp phản ứng sở hưu lập tức giơ đao chém về phía hắn vô thượng thiên ma gầm lên một tiếng không ngờ lại lao thẳng về phía sở hưu dùng lực lượng nguyên thần đối chọi với thôn thiên tuy thất đại hạn không phải đao pháp nhắm vào nguyên thần nhưng chỉ riêng lực lượng đao ý đã đủ phá tan thân thể nguyên thần này nhưng vô thượng thiên ma đã rèn luyện nguyên thần của bản thân hết sức kỳ dị trong cảm giác của sở hưu nguyên thần của đối phương đã dung hợp với lực lượng quy tắc trong thiên địa phương thức này vốn là nhập ma lạc lối ngay trước diệp duy không đã từng thử kết quả tuy hắn có thể bước từ thất trọng thiên lên bát trọng thiên khi đã già yếu nhưng thực tế lại là tự sát khiến chân linh của bản thân bị hủy diệt ý thức nguyên thần của võ giả có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể hơn được quy tắc vô tình của đại đạo của thiên địa nhưng vô thượng thiên ma lại khác hắn hoàn toàn ngược lại không phải dung nhập vào quy tắc mà là để quy tắc dung hợp vào mình hắn dùng một phương thức rất kỳ dị chia cắt một phần quy tắc dung hợp vào nguyên thần của mình cứ như vậy cho dù nguyên thần của hắn bị hao tổn chỉ cần quy tắc mà mình dung hợp bất diệt hắn có thể lập tức tu bổ đây cũng coi như một loại bất diệt khác, chỉ cần quy tắc đó không bị hủy diệt triệt để, vẫn tồn tại trong thiên địa này, hắn cũng sẽ bất diệt, chết đi. Vô Thượng Thiên Ma gầm lên một tiếng, lực lượng nguyên thần dẫn dắt quy tắc, khiến cho ma diễm xung quanh thiêu đốt kịch liệt, điên cuồng lan tràn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nheo mắt, trực tiếp thi triển pháp Thiên Tượng Địa, một quyền đấm ra khiến toàn bộ ma diễm tịch diệt, đồng thời trực tiếp đánh Vô Thượng Thiên Ma vào trong lòng đất. Đối phương là thân thể nguyên thần, cho dù bị quy tắc lực lượng cường đại của pháp Thiên Tượng Địa xé nát, trong thời gian cực ngắn vẫn lập tức chữa trị, nhưng không đợi đối phương kịp hành động, Sở Hưu lại đấm ra một quyền, lại phá nát. Y không tin trên thế gian này có thứ gì bất diệt thật sự, đây là điều cả Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ còn chưa tìm được, một kẻ điên làm sao đạt được. Hơn nữa Sở Hưu còn phát hiện, mỗi lần nguyên thần của đối phương bị xé rách, nguyên thần bản nguyên cũng yếu đi một phần. Khi đối phương suy yếu tới cực hạn, thậm chí mình có thể tiện tay phong ấn, đến lúc đó ném vào nhẫn hay vòng tay là có thể giả mạo thành lão gia gia tùy thân tiểu bối ngươi muốn chết à đợi bản tôn khôi phục thực lực chắc chắn sẽ biến nguyên thần của ngươi thành ma khôi khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh vô thượng thiên ma tức giận mắng nhưng sở hưu lại ghét bỏ pháp thiên tượng địa quá hao phí lực lượng trực tiếp thi triển lục đạo xa bà chúng rượu hoa luân giam cầm vô thượng thiên ma vào trong vây giết khiến đối phương thậm chí không thể ngưng tụ thân hình đúng lúc này viên không thành đột nhiên từ trên không hạ xuống vội vàng hô lớn sở giáo chủ hạ thủ lưu tình sở hưu ngẩng đầu lên nhìn viên không thành nhưng vòng xoay lục đạo luân hồi vẫn xoay chuyển kịch liệt thứ này là của thiên ma cung ngươi viên không thành cười khổ nói sở giáo chủ thứ lỗi đây là chuyện ngoài ý muốn vị này là cường giả đệ nhất ma đạo trước đại kiếp nạn thượng cổ bị toàn bộ cường giả trong giang hồ khi đó phong ấn thiên ma cung ta có chung nguồn gốc với vị này nên mới hao tâm tổn trí đào ra vô thượng thiên ma ra tay với ngươi là có một số hiểu lầm thiên ma cung ta tuyệt đối không có ý đối địch với sở đại nhân Lúc này Vô Thượng Thiên Ma còn đang kêu gào trong vòng xoay lục đạo luân hồi, tiểu bối Thiên Ma cùng, "Bây giờ ngươi không ra tay đi, còn chờ cái gì nữa?" Thật ra Viên Không Thành rất cẩn thận, đặc biệt là hắn còn rất quen thuộc với Sở Hưu, từ khi Sở Hưu còn chưa bước vào cảnh giới võ tiên, hắn đã trao đổi và hợp tác với Sở Hưu. Hắn tận mắt chứng kiến Sở Hưu quật khởi trên đại La Thiên, có thể nói là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cho dù vị trước mặt là Vô Thượng Thiên Ma trong truyền thuyết, từng là cường giả cửu trọng thiên, hắn cũng không dám vì vậy mà đối địch với sở hưu huống chi nhìn tình cảnh bây giờ là biết vị này đang bị sở hưu đánh cho không có sức hoàn thủ chưa biết sau khi khôi phục đỉnh phong hắn còn bao nhiêu thực lực viên không thành sao dám vì hắn mà khiêu chiến với sở hưu tiền bối ngài có thể nghe ta nói xong được không sở giáo chủ và thiên ma cung ta là đồng minh đừng trên chọc hắn nữa cho dù ngài muốn đoạt xá không thể đổi thành người khác à vô thượng thiên ma mắng chửi vô dụng chỉ có chút dũng khí đó thôi à kém xa tổ tiên thiên ma cung của ngươi. Sau khi vô thượng thiên ma dứt lời, không ngờ hắn lại để một nửa nguyên thần chủ động sụp đổ, lực lượng bộc phát ra giúp hắn trốn khỏi giam cầm của lục đạo sa bà chúng rượu hoa luân bỏ chạy về phía tây. Tiểu bối tạm thời để thân thể của ngươi lại, bản tôn đoạt lấy thân thể của cao thủ đệ nhị ma đạo rồi tới tính sổ với ngươi. Thấy vô thượng thiên ma bỏ trốn, viên không thành thở phào một hơi, đồng thời tranh thủ thời gian xin lỗi sở hưu, mong y đừng so đo. Sở giáo chủ yên tâm vô thượng thiên ma vừa thoát khỏi phong ấn nên còn chưa tỉnh táo ta sẽ cản hắn tuyệt đối không gây phiền phức cho sở giáo chủ đâu sở hưu sắc mặt kỳ quái nói chúng ta có giao tình nhiều năm rồi viên cung chủ không cần để ý nhưng nếu ta không đoán sai chắc ngươi sẽ gặp phiền toái khác vật kia à vô thượng thiên ma kia chắc đang tới tây sở tìm dạ thiều nam của bái nguyệt giáo dạ thiều nam khó đối phó làm sao viên không thành biết dạ thiều nam là cường giả ma đạo gần với sở hưu dưới hạ giới nhưng hào quang của sở hưu quá trói mắt Vị đệ nhị Đại La Thiên không khiến võ giả Đại La Thiên để ý mấy. Sở Hưu lắc đầu nói, không khó chơi nhưng rất đáng sợ. Trước đó Thiên Hồn đã nói với Sở Hưu, các đại phái hạ giới chắc chắn sẽ tới đào một số thứ mà tổ tiên để lại ở hạ giới. Nhưng có thế nào Sở Hưu cũng không ngờ Thiên Ma cung lại kỳ quái như vậy, không ngờ lại đào một kẻ điên ra. Cái tên này tự xưng là cường giả đệ nhất ma đạo trong thời kỳ nào đó trước đại kiếp nạn thượng cổ, nhưng thật ra Sở Hưu cũng không để vào mắt, chỉ là một kẻ điên đứng trong thời đại đó. Nghiên cứu trường sinh nhiều quá tới mức tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Mỗi thời đại đều có cường giả đứng trên đỉnh phong, tuy đứng trên đỉnh phong không dễ dàng gì, nhưng trừ phi làm được như Độc Cô Duy Ngã, có thể ảnh hưởng tới vài trăm năm sau đó, nếu không có ai không thân tử đạo tiêu. Chuyện kỳ quái của Thiên Ma cung cứ giao cho Thiên Ma cung xử lý là được, Viên Không Thành còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy Dạ Thiều Nam là võ giả hạ giới, còn không phải loại gian lận lên Đại La Thiên thăng cấp như Sở Hưu. Nhưng chính vì vậy hắn đi được tới như ngày hôm nay mới càng đáng sợ. Lúc này trong Ma chủ Bái Nguyệt giáo, Dạ Thiều Nam đang xếp bằng trong đại điện, quanh người là mây mù bảy màu lơ lửng, ngưng tụ trước mặt hắn, cuối cùng không ngờ lại hóa thành một Dạ Thiều Nam giống hệt. Dạ Thiều Nam nhẹ nhàng vươn tay ra, hai Dạ Thiều Nam lập tức dung hợp, chỉ trong chớp mắt thực lực của Đại La Thiên đã tăng vọt lên ngũ trọng thiên, thậm chí toàn bộ nguyên khí trong Bái Nguyệt giáo đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Lúc này đám người đông hoàng thái nhất, Đại tế Ti và Long Linh Nhi đều có mắt thấy vậy ai nấy đồng thanh chúc mừng chúc mừng giáo chủ chế tạo thành công trí tôn song sinh cổ Dạ thiều nam thở dài một tiếng vung tay lên sương mù bảy màu lại lan tỏa tạo thành bộ dạng dạ thiều nam nhưng thực lực bản thể của hắn không hề thay đổi còn dạ thiều nam do mây mù bảy màu tạo thành lại có ánh mắt đờ đẫn tuy có tướng mạo giống hệt nhau nhưng nhìn thế nào cũng không giống người bình thường lần này là nhờ bí pháp song sinh hóa nguyệt của chi phái của nguyệt tôn giả mà thánh nữ mang về ta mới có thể luyện chế thành công trí tôn song sinh cổ thay ta cảm ơn sư phụ người. Long Linh Nhi cười nói, giáo chủ không cần khách khí như vậy, sư phụ ta cũng cảm thấy hứng thú với cổ thuật của bái nguyệt giáo. Chi phái cổ nguyệt có nhiều bí thuật như vậy, có một số thứ thậm chí ngay sư phụ cũng chưa từng tu luyện, dùng nó đổi lấy cổ thuật của bái nguyệt giáo, sư phụ còn cảm thấy mình được lợi ấy chứ. Dạ thiều nam khẽ gật đầu, đột nhiên nói, ta sẽ phong ấn phương pháp chế tạo trí tôn song sinh cổ, trở thành một trong những cổ trùng cấm kỵ, không cho phép bất cứ ai tu luyện. Ba người đông hoàng thái nhất đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao dạ thiều nam lại làm như vậy xưa nay dạ thiều nam không phải loại hẹp hòi hắn chỉ chấp nhất với võ đạo chứ chưa từng e ngại đệ tử nhà mình sẽ đuổi kịp mình thậm chí vượt qua chính mình cho nên lúc trước sau khi nghiên cứu xong bổ thiên tâm kinh chuyện đầu tiên dạ thiều nam làm là đặt nó trong tàng kinh các cho mọi người đọc nhưng bổ thiên tâm kinh có yêu cầu rất cao đối với thiên phú và nghị lực của bản thân cho nên đến giờ vẫn không có ai tu luyện thành công dạ thiều nam trầm giọng nói trí tôn song sinh cổ dùng thất thải hoặc tâm trùng làm cơ sở dung hợp với một bản thân khác được mô phỏng hoàn toàn, tu luyện song song, trông thì như được một phân thân, thậm chí khi hợp thể với phân thân còn có thể cộng hưởng tu vi. Nhưng vừa rồi khi hợp thể ta lại phát hiện không ngờ trong thất thải hoặc tâm trùng phân tán ra lại loáng thoáng có tổ hợp, sinh ra nguyên thần mơ hồ yếu ớt. Nó đang mô phỏng ta, không chỉ là mô phỏng thân thể mà còn là mô phỏng nguyên thần. Một khi hợp thể nhiều lần, chắc chắn thất thải hoặc tâm trùng sẽ cắn ngược trở lại, đến cuối cùng là ngươi dung hợp với cổ trùng hay cổ trùng dung hợp ngươi, đây là ẩn số loại cổ trùng này dùng để chiến đấu thì được dùng để tu luyện thì phải khống chế nghiêm ngặt số lần dung hợp cổ trùng ta có tự tin nhưng người khác thì không nghe dạ thiếu nam nói vậy bọn họ cũng hiểu rốt cuộc có chuyện gì cổ thuật của bái nguyệt giáo tuy thần dị nhưng cũng cực kỳ tà ác quỷ dị thật ra mỗi loại cổ thuật đều có nhược điểm và thiếu hụt cực lớn ví dụ như trường sinh cổ mà long linh nhi dung hợp có rất ít cổ trùng vô hại đúng lúc này bên ngoài bái nguyệt giáo lại vang lên tiếng trận pháp bị tấn công đám người đông hoàng thái nhất đều kinh ngạc à các tông môn dưới hạ giới sẽ không dám tới đánh bái nguyệt giáo chẳng lẽ tông môn đại la thiên đánh tới cửa mọi người vội vàng ra khỏi đại điện bế quan chứng kiến vô thượng thiên ma dùng ma khí che phủ hư không ngồi ngay ngắn trên vương tọa ma long nhưng vừa rồi hắn đã bị sở hưu đánh cho một trận cho nên khí tức khá suy yếu không được cường đại như lúc trước ai là dạ thiều nam dâng thân thể lên cho bản tôn tương lai bản tôn sẽ ban cho ngươi trường sinh bất tử ngạo thị giang hồ dạ thiều nam nhìn vô thượng thiên ma ánh mắt không hề thay đổi vô thượng thiên ma nhíu mày vị cao thủ đệ nhị ma đạo ở hạ giới này có thân thể và thiên phú không sai nhưng hình như hơi ngốc phản ứng khá chậm nhưng cũng không sao hắn chỉ muốn thân thể của đối phương không cần gì khác ngay lúc vô thượng thiên ma định lên tiếng thúc giục dạ thiều nam đột nhiên giơ ngón tay điểm ra thiên địa càn khôn âm dương chia cắt quy tắc tịch diệt trùng tổ bổ thiên chỉ dạ thiều nam rất ít nói phần lớn thời điểm hắn thích dùng hành động thay cho ngôn ngữ ví dụ như hiện tại hắn tin tưởng võ đạo tu luyện tới đỉnh phong chính là trường sinh bất tử nhưng hắn chỉ tin trường sinh bất tử mà mình tu luyện được chứ không tin trường sinh bất tử mà người khác ban cho hắn cho nên cái kẻ đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là người của hạ giới hay là người của đại la thiên hắn nói thật hay nói dối tất cả đều không quan trọng hắn không muốn giao thân thể của mình ra vậy chỉ có đánh một trận dưới bổ thiên chỉ làn xương ma khí bị xé rách quy tắc bùng nổ tịch diệt nhắm thẳng tới vô thượng thiên ma tuy dạ thiều nam vừa đạt tới võ tiên ngũ trọng thiên lực lượng không bằng sở hưu nhưng đã đủ áp đảo vô thượng thiên ma lúc này đối phương bị dạ thiều nam đột ngột xuất thủ đánh cho không kịp trở tay thân hình cũng bị bổ thiên trì ẩn vào lòng đất sau khi nguyên thần gây dựng lại sắc mặt vô thượng thiên ma đã hóa thành dữ tợn hơn vạn năm trước hắn bị toàn bộ giang hồ liên thủ phong ấn thì thôi dù sao lúc trước những người xuất thủ đều là trí cường giả đỉnh phong trên giang hồ nhưng bây giờ thì sao hai tiểu bối cũng có thể ức hiếp hắn như vậy đúng là sỉ nhục chết đi cho bản tôn vô thượng thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng ma khí vô biên bị dẫn dắt hóa thành ngàn vạn ma ảnh lao về phía dạ thiều nam uy thế cực kỳ khủng khiếp nhưng dạ thiều nam chỉ lạnh lùng kết ấn chỉ trong chớp mắt trời long đất lở tất cả quy tắc đều bị bóp méo bổ thiên ấn vô số ma ảnh bị bổ thiên ấn với uy lực khủng khiếp tịch diệt chấn áp vô thượng thiên ma ở bên dưới vô thượng thiên ma thiêu đốt một nửa nguyên thần một nửa còn lại mượn lực trốn khỏi bổ thiên ấn lao về phía dạ thiều nam như mũi tên định trực tiếp tấn công nguyên thần của hắn nhưng đại la thiên đứng yên tại chỗ bất động để mặt mũi tên nguyên thần xuyên qua bản thân dù sao ngày trước vô thượng thiên ma cũng là cường giả cửu trọng thiên tuy tính cách điên cuồng nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn có chỉ trong chớp mắt hắn đã cảm thấy không đúng thân thể dạ thiều nam vỡ tan thành làn xương bảy màu một dạ thiều nam khác đột ngột xuất hiện phía sau hắn thi triển bổ thiên tâm kinh tơi cực hạn cấm tiệt mọi loại lực lượng quy tắc lại đánh hắn xuống lòng đất cùng lúc đó làn xương bảy màu ngưng tụ thành một dạ thiều nam khác hai dạ thiều nam đồng thời hành hung vô thượng thiên ma khi viên không thành đuổi tới bái nguyệt giáo hắn chứng kiến cảnh tượng này bây giờ viên không thành đã thấy nghi ngờ bản thân có phải mình đào sai rồi không người ta đào được cường giả thượng cổ thì ai nấy đều là trí tôn đương thời pháp lực vô biên khiến giang hồ dậy sóng cho dù bị hàng loạt cao thủ ra tay phong ấn cũng trở thành một truyền thuyết trong giang hồ nhưng vị này thì sao vừa chui ra đã hỉ nộ thất thường đòi đi đoạt xá kết quả bị người ta luân phiên hành hung hai lần khí tức càng ngày càng yếu bây giờ cả viên không thành cũng cảm thấy mình có thể áp đảo được đối phương. Vô hình chung, hình tượng vô thượng thiên ma trong lòng viên không thành đã rớt xuống đáy vực. Nhưng cũng không sao, dù sao lần này viên không thành cũng không muốn thực lực của đối phương, hắn chỉ muốn đối phương hỗ trợ giải trừ khốn cảnh của tà khâu lương. Cho nên viên không thành cũng không gấp gáp, thậm chí còn chờ một chốc rồi mới đứng ra hô lớn, dạ giáo chủ khoan hãng động thủ, đây là một hiểu lầm. Thấy viên không thành đến, bản thể của dạ thiều nam dừng tay, nhưng phân thân của hắn vẫn hành hung vô thượng thiên ma viên không thành càng đến gần càng cảm nhận rõ hơn tình cảnh thê thảm của vô thượng thiên ma và thực lực và dạ thiều nam thể hiện hắn vội vàng nói đây là một vị tiền bối của thiên ma cung ta bị phong ấn từ vạn năm trước vừa được giải phong ấn nên tinh thần có vấn đề mong dạ giáo chủ thứ lỗi cho nên hắn không phải kẻ địch của bái nguyệt giáo ta viên không thành vội vàng lắc đầu nói không phải đương nhiên là không rồi viên không thành cũng cảm thấy kinh hãi về bái nguyệt giáo chẳng trách sở hưu coi trọng như vậy. Một tông môn hạ giới mà có thể xuất hiện cường giả cỡ dạ thiều nam, có thể nói là kỳ tích, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dạ thiều nam chăm chú quan sát viên không thành cả nửa ngày, cuối cùng vung tay, phân thân hóa thành mây mù bảy màu bay vào cơ thể hắn. Lần này vô thượng thiên ma không kêu gào ẩm ý đòi đoạt xá nữa, sau hai lần hành hung, lực lượng mà hắn hấp thu từ các trận pháp sư của thiên ma cung đã tiêu hao hoàn toàn. Hắn cũng không muốn trở lại trạng thái bị phong ấn, đành ảo não đi theo viên không thành rời khỏi trên đường đi vô thượng thiên ma oán trách thiên ma cung các ngươi đúng là đời sau không bằng đời trước chẳng lẽ võ giả ma đạo bây giờ chưa từng nghe danh hiệu của bản tôn viên không thành bất đắc dĩ đáp lấy lệ thiên ma đại nhân đã hơn vạn năm rồi bây giờ người giang hồ không nhớ được tên của ngài cũng rất bình thường nhưng ngài yên tâm chỉ cần ngài giúp thiên ma cung ta phá giải nan đề ta nhất định sẽ tìm một thân thể thích hợp cho ngài đoạt xá giúp ngài sớm khôi phục đỉnh phong trong lúc viên không thành đang dỗ dành vô thượng thiên ma hắn lại không ngờ chính vì hắn đào được vô thượng thiên ma lại khiến cho bên đông tề đào được không ít thứ trong đó có cả nguyên thần cung mà sở hưu vẫn đang tìm kiếm tuy thượng phàm thiên và hạ phàm thiên trồng chất lên nhau nhưng có một số địa điểm đã sai lệch ví dụ như thiên hồn nói với sở hưu vị trí của nguyên thần cung là ở khu vực trung nguyên kết quả vị trí phát hiện lại là ở đông hải quận cách chỗ thiên ma cung đào được vô thượng thiên ma không xa hơn nữa còn không phải triều đình đông tề phát hiện mà là bách đông lai của liên minh đông hải và hoắc anh kỳ của hoắc gia phát hiện chuyện tìm kiếm nguyên thần cung sở hưu không chỉ nói cho triều đình đông tề mà còn bảo các thế lực dưới trướng mình tham gia tìm kiếm dù sao thêm một người tìm là thêm một cơ hội còn bách đông lai và hoắc anh kỳ nghe lời sở hưu định tham gia tranh đoạt thế lực trong võ lâm trung nguyên cho nên dẫn người xâm nhập đông hải quận bọn họ nghe nói thiên ma cung đào được thứ gì khó lường cho nên cũng lanh tranh đào theo kết quả mèo mù vớ phải chuột chết lại thật sự đào được sau khi sở hưu nhận được tin Y không vội tới nơi mà đến Bắc Yên và Tây Sở, gọi Thương Thiên Lương và Lục Giang Hà đã bế quan đột phá đến. Lại tới phân điện Nam An của cô Luân Ma Giáo chọn một nhóm người rồi mới xuất phát. Theo lời thiên hồn, nguyên thần cung là lũ điên, thứ mà bọn họ lưu lại rất cường đại, rất hữu dụng đối với Y, nhưng tương tự cũng là có nguy hiểm nhất định, cho nên tốt nhất là dẫn theo một nhóm người. Sở hưu còn phát hiện, hình như trước đại kiếp nạn thượng cổ, đám võ giả này rất không an phận. Có lẽ là vì sống quá an nhàn sau khi đứng trên đỉnh phong bọn họ lại muốn nghiên cứu những thứ ly kỳ cổ quái. Ví dụ như tổ tiên cực lạc ma cung từng có ý định khôi phục ma thần thượng cổ, khiến tạo hóa chi đạo của nhà mình hoàn toàn lệch lạc. Còn có vô thượng thiên ma mà thiên ma cung đào được, có vẻ như nghiên cứu bí pháp trường sinh tới mức tinh thần có vấn đề. Còn nguyên thần cung này, theo sở hưu biết nó không thuộc về phái nào, nhưng còn chơi lớn hơn, không ngờ lại định dùng sức người tạo thần, rõ ràng là một lũ điên. Trước đại kiếp nạn thượng cổ cũng là thời hưng thịnh của võ đạo, là thời hưng thịnh của cả thiên tài và lũ điên. Sau khi mọi người tập hợp, Sở Hưu kể lại cho bọn họ tình hình rồi dẫn họ tới Đông Hải quận. Đồng thời, Sở Hưu ném cho Thương Thiên Lương và Lục Giang Hà một bộ điển tịch nói: "Lão Lục, Thương Thành chủ, đây là kinh nghiệm tích ứng lực lượng quy tắc của võ tiên nhất trọng thiên đến tam trọng thiên, có thể giúp các ngươi đạt tới tam trọng thiên với tốc độ nhanh nhất." Đương nhiên thứ này không phải Sở Hưu biên soạn, hắn đột phá 3 tầng đầu theo cách gian lần, kinh nghiệm đó không thích hợp cho người khác. Điển tịch này lấy ở Lăng Tư Tông và Hoàng Thiên Các, cũng chỉ có các đại phái đời đời xuất hiện võ tiên mới tổng kết được kinh nghiệm tỉ mỉ chi tiết như vậy, thích hợp cho tất cả các võ tiên. Thương Thiên Lương nhận lấy cảm thán, đại ân không cách nào cảm tạ, nửa đời sau chắc chắn bộ xương già ta đây phải bán mạng cho sở giáo chủ rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ, lão già ta đây cũng có ngày bước lên cảnh giới trong truyền thuyết như vậy. Đương nhiên Lục Giang Hà sẽ không đa sầu đa cảm như Thương Thiên Lương, hắn còn mặt dày hỏi, sở giáo chủ, dù sao ta cũng đạt tới cảnh giới võ tiên rồi ngươi có nghĩ đến lúc nào phân đất phong hầu tứ đại ma tôn không sở hưu kinh ngạc nói thực lực của ngươi bây giờ còn mạnh hơn tứ đại ma tôn năm xưa sao phải để ý tới cách xưng hô như vậy lục giang hà lắc đầu nói với giọng điệu sâu thẳm đây là chấp niệm ngươi không hiểu 500 năm cảnh con người mất ta khổ sở tu hành không phải muốn chứng minh điều gì chỉ là muốn đoạt lại chức vị ma tôn từng đánh mất vậy ngươi cứ chậm rãi ôm chấp niệm đi nói xong Sở Hưu không để ý tới Lục Giang Hà đứng đó đa sầu đa cảm nữa, trực tiếp hạ lệnh dẫn người tới Đông Hải quận. Lúc này trên bờ biển biên giới Đông Hải quận, sóng lớn vỗ vào bờ, mây đen gầm thét, khung cảnh như sắp có bão tố. Nhưng trên thực tế mùa này tại Đông Hải là sóng êm gió lặng, tình cảnh này là do hai nhóm người giằng co, khí thế cường đại dẫn dắt lực lượng thiên địa nên mới gây ra cảnh tượng như vậy. Hai nhóm người giằng co, một bên là Bách Đông Lai và Hoắc Anh Kỳ đại diện cho Đông Hải. Trước đó bọn họ còn đối đầu với nhau, nhưng lúc này đi vào võ lâm trung nguyên phát triển hai người lại liên thủ cứ như những mâu thuẫn lúc trước không phải là của bọn họ còn phía trước khi người bách đông lai và hoắc anh kỳ là một loạt võ giả đại quang minh tự được hư vân dẫn đầu còn có một số võ giả thiên la bảo tự chuyện này cũng đơn giản bách đông lai và hoắc anh kỳ phát hiện manh mối về nguyên thần cung lập tức đưa tin cho sở hưu bọn họ cũng coi là thành thật nghe sở hưu nói không cho bọn họ đi vào nên bọn họ luôn canh giữ bên ngoài nhưng lúc này hư vân đột nhiên dẫn theo một đám tăng nhân tới đây hóa ra là để ý tới địa điểm bọn họ phát hiện manh mối về nguyên thần cung nhưng bọn họ đến không phải vì nguyên thần cung hơn nữa võ giả võ giả đông hải tuyệt đối không để lộ bí mật hư vân luôn miệng nói nơi này có di tích của phật tông bọn họ bảo bọn họ nhường đường bên võ giả đông hải đương nhiên không nhường hai bên bèn rằng co nhìn hai người bách đông lai và hoác anh kỳ trước mặt hư vân trầm giọng nói nói hai vị không phải bần tăng làm khó hai vị mà đúng là nơi này có di tích của phật môn chúng ta theo ta được biết chư vị ở Đông Hải không có ai tu luyện công pháp Phật môn, sao các ngươi không chịu nhường đường. Nhường nó lại cho giới Phật tông chúng ta, đại quang minh tự ta, thiên la bảo tự ta sẽ nhận ân tình của chư vị. Lúc này Rama vẫn đang bế quan ở thiên la bảo tự, còn hư vân trong trạng thái hiện tại muốn bước vào cảnh giới võ tiên cần một cơ hội chứ không cần khổ tu. Cho nên hắn dẫn người ra ngoài tìm di tích của Phật tông. Hơn nữa thiên la bảo tự cũng muốn rèn luyện các võ giả vừa gia nhập, cho nên cố ý bố trí một số võ giả thiên la bảo tự đi theo hư vân. Bách Đông Lai lạnh lùng nói, hư vân đại sư, làm việc phải nói lý chứ, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Bất luận nơi này có di tích Phật môn hay không, chúng ta không muốn nhường, chẳng lẽ chư vị đại sư lại định cướp đoạt à? Đây là cách hành xử của đệ nhất thánh địa Phật môn đương thời, thiên la bảo tự à? Thật ra võ giả Đông Hải không hiểu nhiều về võ lâm Trung Nguyên, vẫn là nhờ thông tin tỉ mỉ mà sở hưu đưa cho bọn họ. Như đối mặt với các võ giả Phật môn này, bọn họ cũng có cách, đơn giản nhất là dùng đạo lý đại nghĩa dọa bọn họ chẳng phải phật môn các ngươi tự xưng quang minh chính đại à chẳng lẽ lại ra tay cướp đoạt hư vân đột nhiên cười khẽ hai tiếng nhưng giọng nói lại chuyển thành lạnh lùng đương nhiên thiên la bảo tự sẽ không cướp đoạt nhưng ta thì có ngăn phật môn ta lấy lại thứ của bản thân đó là đối địch với phật môn ta phải biết phật cũng có cơn thịnh nộ của kim cương hôm nay cho dù toàn bộ giang hồ nói phật môn ta cướp đoạt bần tăng cũng tự gánh tội danh này không nên lụy tới thiên la bảo tự từ khi đại quang minh tự bị sở hưu tiêu diệt tính cách hư vân như thay đổi hoàn toàn nếu là trước đây hư vân còn dùng thủ đoạn mềm dẻo để giải quyết vấn đề này nhưng bây giờ hư vân không muốn nghĩ nhiều như vậy tông môn cũng bị người ta diệt rồi ngươi còn cần danh tiếng gì nữa hư vân đã không còn danh tiếng cho nên cứ dùng cách đơn giản thô bạo ra tay cướp đoạt là được đây là lần đầu tiên hắn làm việc cho thiên la bảo tự hắn thả mang tiếng bá đạo vô lý chứ không muốn bị nói là vô dụng bách đông lai và hoắc anh kỳ đưa mắt nhìn nhau ánh mắt đều cùng một ý không đánh nổi Trước đó bọn họ đã nhận ra Hư Vân, nhưng chỉ riêng tu vi mà Hư Vân thể hiện, cực kỳ tiếp cận cảnh giới nửa bước võ tiên, bọn họ đã biết có liều mạng cũng không đấu nổi. Hoắc Anh Kỳ trầm giọng nói: "Hư Vân đại sư, cho dù Thiên La Bảo tự không cần danh tiếng nhưng chẳng lẽ lại không sợ cường địch? Ngươi có biết bây giờ chúng ta đang làm việc cho ai không? Chúng ta đang làm việc cho sở Hưu Sở giáo chủ của Cô Luân Ma giáo." Ở hạ giới, Võ Lâm Hải ngoại ít được để ý đến, bao năm qua bọn họ vẫn luôn hoạt động riêng cho nên chuyện bọn họ quy thuận sở hưu chỉ có chính bọn họ biết chứ võ lâm trung nguyên thật sự không biết hoắc anh kỳ tự cho là để lộ tên tuổi sở hưu sẽ khiến đối phương lui bước nhưng không ngờ vẻ bá đạo trên mặt hư vân lại biến thành sát ý sát ý dày đặc chín tầng lĩnh vực triển khai phật quang vô biên lan tỏa hư vân không nói hai lời trực tiếp tấn công về phía hoắc anh kỳ và bách đông lai giết đồng thời hư vân gầm lên một tiếng chói tai những đệ tử phật môn dưới trướng hắn cũng đồng loạt tấn công võ giả hải ngoại Hoắc Anh Kỳ và Bách Đông Lai đều bất ngờ, không nhắc tới Sở Hưu còn đỡ, nhắc tới Sở Hưu là đối phương trực tiếp giết tới. Xét theo thực lực, đương nhiên đám võ giả hải ngoại này không địch nổi tinh nhuệ của Đại Quang Minh Tự và Thiên La Bảo Tự, bị đánh cho không ngừng thối lui, cực kỳ thê thảm. Gương mặt Hư Vân đằng đằng sát khí, đối với hắn lúc này, Sở Hưu đã trở thành chấp niệm của hắn, bất luận là người hay chuyện gì liên quan tới Sở Hưu đều khiến sát khí của người bùng lên. Đám người này dám gia nhập dưới trướng Sở Hưu, vậy thì giết khi sở hưu dẫn người tới biên giới đông hải quận chứng kiến chính cảnh tượng này phát hiện thấy sở hưu tới hư vân lập tức dẫn người rút lui cảnh giác nhìn sở hưu đồng thời khởi động trận bàn trong ngực hoắc anh kỳ thấy sở hưu đến lập tức lao tới lớn tiếng kêu hoan cầu viện giáo chủ đám lừa chọc này định giết sạch chúng ta nơi này là chúng ta phát hiện trước nhưng lũ lừa chọc này lại đòi cướp chúng ta nhắc tới sở giáo chủ ngài kết quả bọn chúng lại hoàn toàn không nể mặt càng giết dữ hơn sở hưu phất tay ngắt lời hoắc anh kỳ dùng ánh mắt như cười như không nhìn hư vân lạnh nhạt nói hư vân đại sư đại quang minh tự các ngươi đã gia nhập thiên la bảo tự quay về đất tổ phật môn phải có tương lai càng tươi sáng mới đúng nhưng vì sao bây giờ ngươi cứ nhất quyết đối đầu với ta chui đầu vào chỗ chết như vậy chữ cuối cùng hét ra toàn bộ thiên địa như lập tức ngưng bặt cơn sóng bên bờ biên lập tức bùng nổ như phá núi mở đường để lộ mặt đất ẩn sâu dưới mặt biển uy thế này còn khủng khiếp hơn không biết bao nhiêu lần so với hai đám người giao thủ lúc vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã khiến người của hai bên biến sắc đại quang minh tự hay nên nói là người của thiên la bảo tự cũng xuất hiện ở đây chuyện này khiến sở hưu thấy rất bất ngờ thật ra đạo thống của nguyên thần cung không thuộc về ba giới đạo phật ma nói chính xác hơn là tiếp cận đạo môn và ma đạo không liên quan gì tới phật tông bọn họ tới đây làm gì hư vân trầm giọng nói sở hưu giang hồ rộng lớn như vậy có phải là của một mình ngươi đâu vì sao ngươi đến được mà chúng ta lại không đến được? Sở hưu khẽ lắc đầu nói, hư vân đại sư, có vẻ như ngươi đã sai rồi. Bây giờ ngươi không còn là thủ tọa của vọng niệm thiện đường nữa, cô luân ma giáo cũng không còn là cô luân ma giáo nửa sống nửa chết trước kia nữa. Võ tiên với không phải võ tiên là cách biệt bằng trời, ngươi tưởng bây giờ ta còn cần nói lý với ngươi hay sao? Lần trước tế không thiền sư của thiên la bảo tự tới đây, dùng tinh huyết của độc cô duy ngã đổi lại trụ sở của hai môn phái các ngươi, cũng đổi lấy sinh cơ cho các ngươi bây giờ các ngươi lại chủ động đi tới trước mắt ta, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám giết ngươi hay sao? Sau khi hết chữ cuối cùng, sát ý lạnh lẽo kia đã dẫn dắt toàn bộ quy tắc thiên địa, hóa thành nộ long càn quét về phía hư vân. Trước đó rõ ràng sở hưu đã đạt tới võ tiên nhưng không đuổi tận giết tuyệt đại quang minh tự, không phải vì y nhân tử, cũng không phải vì sở hưu do dự thiếu quyết đoán mà vì không cần thiết. Thiên hạ này có vô số người hận y, người muốn giết y cũng nhiều tới không đếm xuể, nếu ai cũng muốn giết, thế thì sở hưu chẳng mệt chết hay sao? Hiện tại, những người mà sở hưu để trong mắt phải là giáo chủ và điện chủ của phạm giáo, thế tôn và các vị trụ trì như tế thiện thiền sư. Phải là những cường giả cấp bậc như vậy thì sở hưu mới dốc toàn bộ tinh thần để ứng phó. Nói một câu không dễ nghe, cho dù là hư vân và Rama vừa nhận được cuộc đời mới, đều không còn tư cách làm động thủ của y. Đối với những người như vậy, trước khi bọn họ trêu chọc bản thân, sở hưu sẽ không động tới bọn họ, cũng lười động tới bọn họ nhưng nếu bọn họ thật sự chọc giận y ngăn cản con đường của y vậy sở hưu sẽ tuyệt đối không nhân nhượng đúng lúc này một luồng phật quang ầm ầm hàng lâm ngăn chặn đòn đánh của sở hưu thủ tọa địa tạng các tế không pháp tịnh và các võ tiên của thiên la bảo tự đồng thời hàng lâm sở giáo chủ bây giờ đã là chủ nhân của đông vực còn là cường giả võ tiên ngũ trọng thiên ra tay với một võ giả còn không phải võ tiên như vậy đúng là mất thể diện sở hưu lạnh nhạt nói hư vân đại sư ngày trước còn là tiền bối của ta con đường võ đạo ai có thành quả thì được tôn trọng, không phải kẻ yếu thì là có lý. tế không đại sư, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Cho dù sở hưu ta có thu hút thù hận đến đâu đi nữa cũng không đến mức bị thiên la bảo tự các ngươi nhắm vào như vậy chứ. Bên phía ta vừa tìm được một di tích, các ngươi lập tức ra tay cướp đoạt. Chẳng lẽ thiên la bảo tự định không chết không thôi với côn luân ma giáo? tế không nghe vậy lập tức sừng sốt, cướp đoạt di tích của các ngươi. Rõ ràng bên dưới này là vạn Phật cung mà tiên hiền của Phật tông ta lưu lại tuy sở giáo chủ cũng tinh thông công pháp Phật tông, nhưng ngươi đâu phải người trong Phật tông, tính kỹ ra là ngươi cướp di tích của Thiên La bảo tự ta mới đúng. Sở Hưu nghi hoặc nhìn Bách Đông Lai và Hoắc Anh Kỳ, nếu hai tên này tìm nhầm nơi thì y sẽ thành trò cười mất. Tuy Sở Hưu không biết Vạn Phật cung kia là gì, nhưng chắc chắn nó không hữu ích bằng Nguyên Thần cung, bằng không thiên hồn đã không cố ý bảo y đào Nguyên Thần cung ra. Thấy thế Bách Đông Lai vội vàng nói, "Sở đại nhân, chúng ta tuyệt đối không nhìn lầm, chính là chỗ này." chúng ta đào được bia đá đánh dấu nguyên thần cung. Tế không thiền sư nghe vậy cau mày nói, thiên la bảo tự ta thôi diễn cũng không sai được, vạn Phật cung ở đây. Đây là thủ tọa thiên mục các của thiên la bảo tự ta dùng di bảo vạn Phật cung năm xưa làm vật dẫn, hao phí tâm huyết tuổi thọ 10 năm mới tính toán được, tuyệt đối không thể sai. Đúng hay sai, đào ra sẽ biết. Sở hưu thi triển pháp thiên tượng địa, xuất quyền đánh xuống, động đất lập tức nổ ra, toàn bộ bờ biển đều bị sở hưu đánh nát, sóng lớn vô tận chảy ngược về biển, có vẻ cực kỳ huyền bí thấy hành động thô bạo này của sở hưu tế không thiền sư cau mày nhưng không nói gì theo quyền của sở hưu đánh xuống dưới bờ biển vốn bị nước che phủ quả thật có thứ nổi lên đó là một chùm sáng một bên tỏa ra màu xanh nhạt một bên lại là phật quang màu vàng xuyên qua quầng sáng đó có thể thấy đủ loại đình đài lầu các hiện lên hiển nhiên đó là một không gian độc lập thấy vậy mọi người ở đây lập tức hiểu được bên phía hoắc anh kỳ không tìm sai bên phía thiên la bảo tự cũng không tính sai Nguyên Thần Cung và Vạn Phật Cung đều ở đây, nhưng khi Thượng Phàm Thiên và Hạ Phàm Thiên dung hợp, cả hai đã xảy ra một chút biến hóa. Hai không gian vốn khá gần nhau đã dung hợp, không ngờ tạo thành chuyển vị, dần dần trùng điệp, cuối cùng di tích của hai nơi đã sáp nhập vào nhau. Như vậy thì thú vị rồi, Nguyên Thần Cung và Vạn Phật Cung dung hợp, ai biết thứ bên trong sẽ ra sao. Nếu quan hệ của Sở Hưu và Thiên La bảo tự như trước đây, có lẽ hai bên sẽ bàn bạc điều kiện rồi phối hợp cùng thăm dò. Nhưng hiển nhiên, hiện tại đã không thể cho nên chỉ trong chớp mắt hai bên đều dương cung bạt kiếm chuẩn bị đại chiến quyết định quyền sở hữu bí cảnh này tế không thiền sư trầm giọng nói sở giáo chủ ngươi không nhường thật à vạn phật cung cực kỳ quan trọng đối với thiên la bảo tự ta nếu ngươi chịu nhường chắc chắn thiên la bảo tự sẽ có báo đáp sở hưu chậm rãi nói nhưng cũng được thôi nhưng quan trọng là thứ ta muốn thì các ngươi lấy ra được sao lại thêm 180 giọt tinh huyết của độc cô duy ngã nữa các ngươi có không hay là bản nguyên thiên la bảo tự các ngươi có lấy ra được không Tế không cao mày nói, sở giáo chủ, ngươi nói vậy là làm khó chúng ta rồi. Lần trước thiên la bảo tự ta đã lấy hết tinh huyết ra trao đổi rồi, còn bản nguyên vốn cực kỳ chân quý, thiên la bảo tự ta còn không có nữa là. Ngược lại, nếu bần tăng không đoán sai, chắc trên người sở giáo chủ đang có một luồng bản nguyên, một luồng còn chưa đủ, còn muốn hai. Sở hưu điềm nhiên nói, có ai ngại ít bảo vật đâu, nếu thiên la bảo tự không thể lấy ra thứ ta muốn mà vẫn muốn ta nhường đường, vậy thì đơn giản thôi. Võ giả là dựa vào thực lực quyết định thắng bại, mọi người trực tiếp đánh trận là được. Nói đoạn, sở hưu đã đặt tay lên phá trận tử bên hông y. Tế không thiền sư thấy vậy lập tức cao mày. Thiên la bảo tự không sợ chiến đấu, chỉ không muốn đánh những trận không cần thiết như vậy. Sở hưu hành xử đơn giản thô bạo tới cực hạn, nhưng tế không lại không muốn đánh, huống chi có đánh cũng chưa chắc thắng được. Tế không đã thấy thực lực của sở hưu trong lần đặt cược trước không kém gì võ tiên mạnh hơn y một tầng, thậm chí hai tầng. Khoan hãng động thủ. Sở hưu nhìn tế không thiền sư, ồ. Tề không đại sư định nhường à? Tề không thiền sư lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, vạn Phật cung cực kỳ quan trọng đối với thiên la bảo tự ta, thiên la bảo tự chắc chắn không nhượng bộ. Nhưng tương tự, di tích này cũng rất quan trọng đối với sở giáo chủ, cho nên ngươi cũng không nhường. Mọi người đều không muốn nhường, nhưng nếu đánh thật, lại đánh tới nảy lửa thì không có lợi. Hay là thế này đi, chúng ta đều không ra tay, mọi người cùng đặt cược, điều động đệ tử thủ hạ từ võ tiên tam trọng thiên trở xuống ra tay, tổng số không quá 10 người, đi vào trong thăm dò tranh đoạt. Thắng thua không ở hai chúng ta mà ở môn hạ đệ tử, nếu là lúc nguy cấp chúng ta cũng có thể ra tay giải cứu, nhưng bên ra tay trước bị tính là thua, phải chủ động rút lui, sở giáo chủ thấy sao? Vẻ mặt sở hưu như cười như không, tế không đại sư thân là cao tăng Phật Tông, lại thích đặt cược như vậy à, lần trước cược, lần này cũng cược. Tế không thiền sư lắc đầu nói, cho nên bần tăng lục căn chưa tịnh, không thành Phật được. Cược nhỏ đỡ mất tình cảm, ngẫu nhiên đánh cược một phen có thể tránh được tổn thất, như vậy không tốt sao? Sở giáo chủ có dám cực ván này không? Sở hưu lạnh nhạt nói, có gì mà không dám? Tế không thiền sư lập mỉm cười, phân phó vài võ tiên nhất trọng thiên nhị trọng thiên và vài võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như hư vân đi ra. Lần trước hắn giao thủ với sở hưu nhưng không thể đánh bại y, hắn thừa nhận chiến lực của sở hưu rất kinh khủng, chẳng trách y có thể khuấy động phong vân ở cả đại la thiên và hạ giới. Nhưng hắn thừa nhận sở hưu rất mạnh nhưng không tin cô luân ma giáo cũng mạnh như vậy. Tông môn như thiên la bảo tự, môn hạ đông tề được bồi dưỡng nhiều đời mỗi thời đại đều có võ giả tài hoa kinh thiên có thể nói võ giả của thiên la bảo tự không ai là kẻ yếu các đệ tử đều đứng trên đỉnh cao của cùng cấp độ đừng nói tới cảnh giới võ tiên cho nên tế không thiền sư rất tin tưởng vào ván cược này sở hưu nói với thương thiên lương và lã phụng tiên thương thành chủ lã huynh giao cho các người thương thiên lương và lã phụng tiên cùng gật nhẹ đầu vẻ mặt bình tĩnh lúc này lục giang hà vừa bước vào cảnh giới võ tiên nghe vậy không khỏi lên tiếng hỏi còn ta thì sao? Sở hưu liếc hắn một cái, đừng làm mất mặt. Lục Giang Hà nghe vậy trợn tròn hai mắt, cảm thấy sở hưu đang nhắm vào mình. tương Thiên Lương và Lã Phụng Tiên thì nói giao cho bọn họ, sao sang mình lại là mất mặt. Không đợi Lục Giang Hà phản bác, người của Lục Giang Hà đã đi ra, bọn họ cũng cất bước đi theo, hai bên cùng đi vào không gian đó. Ánh sáng trắng lóe lên khi đám người Lã Phụng Tiên bước vào không gian đó. Từng tòa cung điện vặn vẹo hiện lên bốn phía xung quanh bọn họ, có một số thậm chí đã bị cắt đứt đáp chồng lên nhau, trở thành phế tích. Những cung điện này rõ ràng mang hai phong cách, Vạn Phật cung và Nguyên Thần cung đã trùng điệp lên nhau. Lã Phụng Tiên nói với Thương Thiên Lương và Lục Giang Hà, "Thương thành chủ, Lục Tiền Bối, chúng ta thăm dò trước hay động thủ trước?" Thương Thiên Lương còn chưa kịp lên tiếng, Lục Giang Hà đã đứng ra cười lạnh nói, "Thăm dò? Thăm cái quái gì, giải quyết đám lừa chọc này trước, sau đó chúng ta muốn thăm dò thế nào chẳng được." Sau khi Lục Giang Hà bước vào cảnh giới võ tiên, có thể nói là tâm địa bành trướng. Trước đó hắn vẫn luôn coi chức vị tứ đại ma tôn là chấp niệm, đương nhiên hiện giờ cũng là chấp niệm. Nhưng sau khi trở thành võ tiên, thực lực của hắn thậm chí còn vượt xa tứ trọng thiên trước kia, vừa có chấp niệm nhưng cũng vừa có lòng tin. Sở Hưu còn bảo hắn đừng để mất mặt, hôm nay Lục Ma Tôn sẽ dạy cho lũ lừa chọc kia một bài học, cô luân ma giáo không chỉ có mình Sở Hưu là cường đại, huyết hải ma tôn Lục Giang Hà này cũng không phải ăn chay. Bên phía Thiên La Bảo tự còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Giang Hà lao tới, chuyện này khiến bọn họ sừng sốt. Sao bên Côn Luân Ma giáo nóng vội như vậy, chẳng lẽ đây là cao thủ đệ nhất dưới trướng Sở Hưu? Bên phía Thiên La bảo tự, một hòa thượng trung niên dáng người cao to hỏi Hư Vân, người này là ai? Chẳng lẽ là cao thủ đỉnh cao dưới trướng Sở Hưu? Hắn là tế thịnh thủ tọa Vi Đà viện thuộc Thiên La bảo tự, võ tiên nhị trọng thiên, tuy cùng bối phận với đám người tế thiện thiền sư, nhưng vẫn là thủ tọa tương đối trẻ trong Thiên La bảo tự. Hư Vân hừ khẽ một tiếng, cao thủ gì, Tên này là đường chủ dưới trướng độc cô Duy Ngã 500 năm trước, hình như do một chuyện nên bị phong ấn nguyên thần, 500 năm sau mới được thả ra, quy thuận tên sở hưu kia. 500 năm trước hắn còn không phải ma tôn, 500 năm sau càng không phải nhân vật gì. Cẩn thận lã phụng tiên, hắn và sở hưu là Tuấn Kiệt Long Hổ Bảng cùng thời đại, từng nhận được truyền thừa của thượng cổ ma thần lã ôn hầu, lực lượng vô song, thiên phú kinh người. Còn có tên thương thiên lương kia, không biết là cường giả được sở hưu tìm ở đâu ra, tuy đã giả nhưng chiến lực kinh người rất khó đối phó. Hư Vân không truyền âm mà nói toạc ra, khiến Lục Giang Hà cực kỳ phẫn nộ. Thế nào là không phải ma tôn, không tính là nhân vật gì. Với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù là vô tâm ma tôn và chiến vũ ma tôn 500 năm, hắn cũng có thể đánh cho như tử. Đương nhiên Hồng Liên ma tôn thì hắn không đánh nổi, hắn cũng không nỡ đánh. Biển máu vô biên gầm thét sau lưng Lục Giang Hà, ập về phía võ giả thiên la bảo tự. Tế thịnh quát lên trói tai, bước lên một bước, tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt Phật quang hừng hực, một pháp tướng thiên thần hiện lên sau lưng hắn hộ pháp vi đà hàng thế hàng ma sau khi ấn kia đánh xuống toàn bộ thiên địa như đều bị phật ấn này rung động chính là lực lượng cực hạn biển máu vô biên bị phong ấn này chấn áp chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số tơ máu bay lượn tế thịnh khẽ gật đầu xem ra hư vân nói không sai lục giang hà này không phải nhân vật quá lợi hại tuy là võ tiên nhưng lực lượng nội tình quá thấp không thể gây uy hiếp nhìn bộ dạng này thậm chí chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tiên chưa làm quen hẳn với lực lượng của bản thân. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, những tơ máu đó đột ngột ngưng tụ quanh người Tế Thịnh, hóa thành một kén máu khổng lồ bao lấy hắn. Lục Giang Hà giơ tay kết ấn, cười khà khà nói, "Con lừa chọc, chết đi." Sau khi dứt lời, kén máu đột nhiên rung động như nhịp đập của trái tim. Tế Thịnh hòa thượng bị nhốt bên trong, khí huyết toàn thân đều nối liền với kén máu, rung động theo kén máu, cuối cùng đột ngột bộc phát, trái tim như muốn nổ tung. Đám người Thiên La Bảo Tự ở phía sau cảm thấy không đúng vội vàng ra tay muốn phá vỡ kén máu này nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ xuất thủ kén máu lại chủ động nổ tung đánh bay tế thịnh ra ngoài máu tươi bắn ra khắp nơi sắc mặt tế thịnh cũng tái nhợt thế này mà ngươi bảo là không tính là nhân vật gì tế thịnh căm tức nhìn hư vân nếu không phải tế thiện thiền sư đã can dặn phải đối xử tốt với các võ giả gia nhập sau như hư vân và rama không khéo hắn đã chửi mắng hư vân há miệng nhưng không thể nói được thành lời vì trong số những người dưới trướng sở hưu, đúng là danh tiếng Lục Giang Hà không phải lớn nhất. Đặt ở 500 năm, mọi người chỉ nhớ tới Độc Cô Duy Ngã, nhớ tới Tứ Đại Ma Tôn, nhưng khi đó cô Luân Ma Giáo có bao nhiêu đường khẩu, bao nhiêu thế lực phụ thuộc, bao nhiêu ma sứ, không có 100 cũng phải 99. Cho dù Lục Giang Hà là mạnh nhất trong số những người này, nhưng đúng là danh tiếng của hắn rất khó lưu truyền tới hậu thế. Nhưng điều này không nghĩa là Lục Giang Hà là loại tầm thường. Huyết thần ma công của hắn có tới 8 phần 10 là hắn tự sáng tạo, hai phần mười mới là độc cô duy ngã cải tiến. Có thể nói võ đạo của hắn đều là hắn tự khai phá, đi lên muốn một con đường võ đạo hoàn toàn độc lập, đặt ở đâu cũng là tông sư khai tông lập phái. Còn võ đạo Đại La Thiên, tuy hưng thịnh nhưng phần lớn võ tiên vẫn đi theo con đường võ đạo của người khác. Biển máu bốc lên sau lưng lục giang hà, hắn chỉ vào đám người tế thịnh cười lạnh nói, các ngươi phải nhớ kỹ, bản tôn chính là huyết hải ma tôn lục giang hà. Tránh cho lát nữa có bị chém đầu cũng không biết mình chết dưới tay vị cường giả nào. Lục Giang Hà nói câu này quá thu hút thù hận. Người của Thiên La Bảo tự lập tức bị chọc giận, bọn họ chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Sau khi Tế Thịnh sắc mặt âm trầm vung tay, tất cả các võ giả Thiên La Bảo tự đều lấp lóe Phật quang, xông thẳng ra ngoài. Thương Thiên Lương rất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rất hiếu kỳ không biết Lục Giang Hà bị phong ấn 500 năm có phải là nằm ngủ không, nếu không làm sao sống được. Nhưng bây giờ Lục Giang Hà đã thu hút thù hận, bọn họ cũng phải xông tới. Ba người Thương Thiên Lương tuy chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng bọn họ đều có căn cơ nội tình thâm hậu cho nên không có chuyện lực lượng bất ổn lã phụng tiên cầm phương thiên họa kích vô song trong tay ma khí đen nhánh ngưng tụ thành chiến giáp quanh người cửu tiêu luyện ma kim thân được hắn thi triển tới cực hạn trường kích đập xuống bất giác dẫn dắt lực lượng quy tắc xung quanh cực kỳ tiếp cận thần thông trước mặt hắn là một võ tiên nhị trọng thiên của thiên la bảo tự nhưng lực lượng hoàn toàn không phải đối thủ của lã phụng tiên bị hắn đánh cho không còn sức hoàn thủ võ giả kia gầm lên một tiếng quanh người hiện lên phạm văn màu vàng bao phủ quanh người rõ ràng là bất diệt kim thân tuy còn chưa tu luyện tới đại thành nhưng đã không phải là yếu đúng lúc này lã phụng tiên ngưng tụ toàn bộ khí huyết quanh người khí huyết nóng rực sôi trào như ngọn lửa lực lượng đó ngưng tụ trên hai cánh tay hắn khiến ma khí đen nhánh của cửu tiêu luyện ma kim thân bị phủ một màu đỏ bừng ngay sau đó một kích giáng xuống giữa không trung vang lên tiếng gầm thét kịch liệt không gian bị xé rách rung động lực lượng cực hạn thậm chí dung chuyển tiểu không gian chưa hai di tích này khiến cả bên ngoài cũng chấn động võ giả thiên la bảo tự thi triển bất diệt kim thân biến sắc tay kết vạn phật ấn ngăn trước mặt nhưng ngay tiếp đó trước mặt lực lượng cực hạn đòn thế vô song có thể sánh ngang thần thông vạn phật ấn cũng vỡ vụn bất diệt kim thân cũng tan nát thân thể hắn bị đòn thế của lã phụng tiên đánh bay ra ngoài võ giả kia vừa bay ngược vừa hộc máu cánh tay lã phụng tiên cũng có vết máu nhưng hắn lại ngượng ngùng gãi đầu một cái đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng cảnh giới võ tiên không chế không tốt ra tay quá nặng Thương Thiên Lương ở phía khác thấy cảnh này không khỏi lắc đầu nói, đúng là hậu sinh khả úy. Theo Thương Thiên Lương thấy thực lực của Lã Phụng Tiên đã là xuất sắc trong thế hệ trẻ, thậm chí ngay bản thân hắn cũng thấy xấu hổ. Đương nhiên Thương Thiên Lương không so sánh với Sở Hưu, trong mắt hắn Sở Hưu đã là loại biến thái, không có giá trị so sánh. Không muốn bị tiểu bối vượt quá xa, Thương Thiên Lương bước lên một bước, một luồng vận luật kỳ dị tỏa ra xung quanh. Sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, lĩnh vực khu vinh của hắn đã ảnh hưởng cả thời gian và không gian một quyền đánh ra võ tiên đối diện hắn kinh hãi phát hiện lực lượng của mình không ngừng tiêu tán nói chính xác hơn không phải tiêu tán mà là lực lượng quanh người hắn trôi đi nhanh gấp mười mấy lần thậm chí mấy chục lần so với người khác vừa ra tay lực lượng của hắn đã bị thời gian trôi qua làm cho tiêu tán cuối cùng khiến cho lực lượng suy yếu thậm chí không còn uy hiếp gì còn thương thiên lương xuất quyền lại khiến hư không vặn vẹo quy tắc xung quanh cũng bắt đầu biến ảo khiến cho thân hình võ giả kia như bị giam cầm trong đó không cách nào trốn thoát vỡ cho ta võ tiên của thiên la bảo tự quát lên một tiếng chói tai khi huyết hùng hồn sộc thẳng tới trời pháp tướng phật đà hiển hiện sau lưng nhưng lại xen lẫn một chút sắc đỏ nếu quy tắc đã bị vặn vẹo vậy trực tiếp bỏ qua quy tắc dùng lực lượng đơn thuần đối phó thương thiên lương lắc đầu nói sao bây giờ tính khí võ giả đều nóng nảy như vậy vừa gặp mặt đã định liều mạng rồi sau khi thương thiên lương dứt lời hắn giơ tay kết ấn một luồng sức mạnh kỳ diệu lan tỏa hoa tàn hoa nở bốn mùa tuần hoàn Thương Thiên Lương từ khi ra ngoài đến giờ vẫn luôn trồng rau, đây không chỉ là hoài niệm hay chấp niệm đối với hoàn cảnh của Lục Đô, mà còn là con đường võ đạo mà hắn luôn kiên trì. Không có cương khí ngập trời, cũng không có lực lượng cường đại tới mức dẫn dắt quy tắc. Cứ như là bốn mùa tuần hoàn, là đại đạo của thiên địa hàng lâm trước mặt võ giả Thiên La Bảo tự kia, khiến đối phương không cách nào né tránh, cũng không tìm được chỗ nào né tránh. Trước lực lượng đó, hư ảnh Phật Đà mà hắn vừa ngưng tụ đã bắt đầu vỡ vụn, tiếp đó tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt võ tiên kia đã trở nên ngạc nhiên, lực lượng này không giống như thuộc về Thương Thiên Lương, mà còn như thuộc về Thiên Địa này. Sức người thì có thể chống cự, có thể nghịch chuyển, nhưng lực lượng thiên địa thì lấy gì mà ngăn cản. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, các võ giả dưới trướng Sở Hưu như Thương Thiên Lương đã chiếm thượng phong hoàn toàn, có thể nói là áp đảo toàn bộ võ giả của Thiên La Bảo Tự. Lúc này ở bên ngoài, Sở Hưu ung dung nhìn Tế không sắc mặt khó coi, điềm nhiên nói, "Tế không đại sư, vận may cá cược của ngài có vẻ không được tốt." lần này ngài lại thua rồi. Đúng là vận may cá cược của tế không không được tốt, phải nói là hắn lựa chọn thời cơ không được tốt. Nếu hắn làm sớm một chút, không gặp lúc đám người thương thiên lương bước vào cảnh giới võ tiên, vậy sở hưu chỉ có thể lựa chọn gắng gượng ra tay chém giết, sẽ không đặt cược theo hắn. Nhưng sau khi thương thiên lương bước vào cảnh giới võ tiên, dưới chướng sở hưu đã quy tụ đầy đủ từ nhất trọng thiên tới ngũ trọng thiên. Võ tiên cấp bậc nào cũng có, thậm chí còn là đỉnh phong trong số võ giả cùng cấp độ đương nhiên điều này không nghĩa là võ tiên của thiên la bảo tự yếu mà là đám người thương thiên lương quá mạnh thương thiên lương lục giang hà và lã phụng tiên bọn họ đều là người một mình đi lên con đường võ đạo của bản thân trải qua bao cơ duyên chém giết mới đi tới cảnh giới hiện tại còn các thủ tọa của thiên la bảo tự cho dù đạt tới cảnh giới võ tiên thật ra bọn họ vẫn đi theo con đường của người đi trước có rất ít võ tiên đi lên con đường riêng của mình có thể tự xây một các viện truyền thừa cho đời sau tuy trong lịch sử vạn năm vẫn có vài người nhưng thế hệ này lại không có. Sở Hưu nhìn Tế Không Thiền Sư, lạnh nhạt nói, Tế Không Thiền Sư, đã tới nước này rồi mà ngươi còn không định nhận thua à. Vạn nhất đánh tới nảy lửa, có tổn thương, ngươi đừng trách cô Luân Ma Giáo ta hạ thủ nặng tay. Tế Không Thiền Sư thở dài một tiếng, tụng niệm Phật hiệu rồi trầm giọng nói, sống chết có số, đã đạt tới cảnh giới võ tiên thì cho dù là giao chiến sinh tử thật sự cũng không có ai e ngại. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, còn chưa thật sự phân định thắng bại. Bây giờ mới giao thủ được vài chiêu mà thôi, cho dù là thiên la bảo tự đã rơi xuống bọn họ cũng không thể đầu hàng như vậy được bằng không thể diện của thiên la bảo tự vứt đầu còn lúc này ở bên dưới sau khi bọn họ giao thủ một số di tích của nguyên thần cung và vạn phật cung cũng sụp đổ để lộ vài thứ được trôn giấu bên dưới vạn phật cung là di tích từ mấy ngàn năm trước đại kiếp nạn thượng cổ thời kỳ mà phật môn tây vực hưng thịnh nhất ở thượng phàm thiên khi đó toàn bộ phật tông tây vực tuy không tới một vạn truyền thừa nhưng chi phái phật tông tổng cộng cũng phải lên tới tám ngàn trong thời đại đó, cứ cách 10 năm là Phật tông tổ chức hội nghị một lần, mà địa điểm tổ chức hội nghị chính là Vạn Phật Cung. Nhưng sau đó Phật tông xảy ra biến cố nội đấu, dẫn tới 9 phần 10 tông môn Phật tông biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cho dù nơi đây đã xuống dốc thì vẫn là thánh địa Phật tông năm xưa, nghe nói ngày trước Thiên La Bảo tự chọn rời khỏi thượng phàm thiên, đi tìm đường sống, trong Vạn Phật Cung vẫn còn một số lão tăng của Phật tông lưu thủ. Lúc này trong cung điện vỡ vụn, từng bức tượng Phật, từng quyển kinh lộ ra, có một số thậm chí đã bị hư hại chuyện này khiến tế không thiền sư đứng ngoài quan chiến nhíu mày còn thứ bên trong nguyên thần cung lại khá kỳ quái đều là những thứ hình dạng kỳ lạ có hơi giống ma thần thái cổ còn có một số thứ được chấp vá thậm chí còn có vài thứ căn bản không giống người thiên hồn không nói tỉ mỉ về nguyên thần hắn cũng không biết rốt cuộc sâu trong nguyên thần cung giấu cái gì hắn chỉ biết chắc chắn ngày trước lũ điên nguyên thần cung đã nghiên cứu được một số đồ tốt tối thiểu nó rất có tác dụng đối với sở hưu hai nhóm người vừa giao thủ thân hình lại bất giác dịch chuyển vào sâu trong di tích bọn họ lại không phát hiện có một ánh mắt đã khóa chặt lấy họ. Lúc này ở sâu trong di tích, hai đại điện chất chồng lên nhau, một bên là đại hùng bảo điện khổng lồ, một bên là cung điện kỳ dị trên tròn dưới vuông. Sâu trong cung điện kỳ dị đó có một luồng sáng lấp lóe, chính giữa vầng sáng là một kẻ lơ lửng như người mà không phải người, nói chính xác hơn nó là một sinh linh kỳ dị. Thân hình nó cao khoảng 3 trượng, như một người khổng lồ cỡ nhỏ, nhưng lại mọc ra một cái đuôi dài cỡ cánh tay. Mỗi tầng da thịt bên ngoài lấp lánh ánh kim, như đao tước diều đục, có thể nói là hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Nó mọc ra bốn tay, gương mặt được bao phủ trong quần sáng không cách nào thấy rõ chỉ thấy được lờ mờ hai con mắt một đen một trắng không có đồng tử. Đồng thời trên đầu hắn còn mọc ra hai cái sừng cong cong hình bán nguyệt, cũng là một đen một trắng. Nhưng lúc này bốn cánh tay và hai cái chân của nó đều bị phù văn đồng xanh giam cầm, bên trên phủ kín phù văn, kiềm chế lực lượng của nó. Chật, không hổ là sinh linh hoàn hảo được nguyên thần cung sáng tạo ra, mỗi thứ đều là căn cứ theo lực lượng thích hợp nhất với thiên địa này để sáng tạo. Ngay trước nếu Nguyên Thần Cung thật sự sáng tạo được ngươi, có lẽ bọn họ sẽ tạo được thần linh chân chính. Đứng trước sinh linh kỳ dị kia nói lời cảm thán là một hòa thượng vóc dáng khôi ngô, nhưng sắc mặt hắn lại trắng bệch vặn vẹo, thân thể vỡ vụn như được ghép lại, hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng đỏ. Bộ dạng này của hắn hệt như ba vị cường giả 500 năm trước mà Sở Hưu đã thấy trong long mạch. Nhưng so với bọn họ, có vẻ như hòa thượng này có ý thức tự chủ hơn nhiều, có thể tự do nói chuyện trao đổi, không như ba kẻ lúc trước, thậm chí nói năng cũng rất khó khăn. Hoàn hảo, thiên đạo vốn thiếu hụt, vốn đã chẳng hoàn mỹ, ta làm sao lại là hoàn hảo được. Hú chi người của nguyên thần cung cũng chẳng phải thần, làm sao bọn họ sáng tạo ra thần được. Bọn họ không phải thần, cũng không hiểu về thần, con người không thể sáng tạo ra thứ mình không hiểu nổi, đây là nghịch lý. Giọng nói của sinh linh kỳ dị kia không thể phân biệt nam nữ, cũng không nghe được bất cứ cảm xúc nào. Hòa thượng kia lắc đầu nói, con người không thể tạo ra thần, nhưng ngươi lại có thể tự thành thần. Một vạn năm qua, ngươi đã đọc hết điển tịch của nguyên thần cung, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài ư? Sinh linh hoàn hảo như ngươi là độc nhất vô nhị trên thế giới này, tốc độ tu luyện lại cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ tự tu bổ bản thân tới mức hoàn hảo, thật sự trở thành thần. Sinh linh kỳ dị kia bình tĩnh nhìn hòa thượng bằng đôi mắt trắng đen. Ta học được rất nhiều thứ trong điển tịch của nguyên thần cung, ví dụ như muốn nhận được thì phải cho đi trước. Ta muốn đi ra, nhưng ta càng muốn biết cái giá để ngươi thả ta ra là gì. Ngươi lấy được chắc chắn phải nhiều hơn ta rồi. Hòa thượng thở dài nói, ngươi không phải người, sao phải đọc nhiều thứ do người viết như vậy. Lòng ngươi hiểm ác, chỉ khiến ngươi bị vấy bẩn mà thôi, càng cách thần xa xôi hơn. Ta cảm thấy ngươi đang mắng ta. Gương mặt dữ tợn của hòa thượng kia cứng đờ lại, sau đó hắn trầm giọng nói, nếu ngươi muốn bàn theo cách của loài người, vậy càng đơn giản. Ta đại diện cho chủ nhân của mình, có thể thả ngươi rời khỏi. Ngươi phải trả giá hai thứ, một là khi chủ nhân nhà ta trở về thế giới này ngươi phải đứng về phía người quét sạch chứng ngại giúp chủ nhân của ta thứ hai là con mắt thứ ba của ngươi mi tâm của sinh linh kỳ dị kia lấp lóe ánh sáng không ngờ lại mở ra một cái khe từ bên trong hiện lên một con mắt dọc con mắt dọc kia cũng không có đồng tử đen trắng đan sen tựa như hỗn độn hết sức kỳ dị sinh linh kỳ dị kia lắc đầu chuyện đầu tiên thì ta có thể đáp ứng nhà ngươi nhưng chuyện thứ hai thì không được một mắt ngắm trời dõi thương khung một mắt nhìn đất thám u minh. Chỉ có con mắt thứ ba của ta mới là khống chế cân bằng cả âm dương, ba mắt mới là trạng thái hoàn hảo nhất. Ngươi nói ta có thể thành thần, nhưng nếu ta đưa ngươi con mắt thứ ba, ta vĩnh viễn không thể thành thần. Hòa thượng kia lắc đầu nói, sai, sai hoàn toàn. Nếu ta không đoán sai, tới bây giờ ngươi vẫn không thể dung hợp con mắt thứ ba. Ngay trước nguyên thần cung chế tạo ra con mắt thứ ba hoàn hảo này, muốn ngươi dung hợp, kết quả chờ nguyên thần cung bị hủy diệt vẫn không thành công nếu ngươi có thể dung hợp con mắt thứ ba vì sao ngươi lại nắm giữ nó đã hơn vạn năm rồi mà không thể dung hợp được tạo ra hoàn hảo không phải thật sự hoàn hảo ngươi cần con mắt thứ ba nhưng không cần con mắt thứ ba của nguyên thần cung cho ngươi mà ngươi phải tự lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên âm dương hình thành con mắt thứ ba đưa nó cho ta ta cho ngươi tự do nghe lệnh chủ nhân khi nào chủ nhân trở về sẽ giúp ngươi ngươi sẽ thật sự trở thành hoàn hảo ngươi sẽ thành thần sinh linh kỳ dị kia im lặng cả nửa ngày rồi mới nói ngươi đã từng nói con người không thể sáng tạo ra thần. Nhưng chủ nhân của ta đã vượt qua ngưỡng con người, không chế cả một thế giới, tồn tại như vậy đã áp đảo cả thần Phật. Hai mắt hòa thượng kia tỏa ra hào quang đỏ máu, nhưng không phải sát ý mà là sùng kính và cuồng nhiệt. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.